Độc Tôn truyền kỳ, Thanh Vân môn, Lâm Nhất. Chương 1331 rốt cuộc tên này đang làm gì? Nhưng chúng nó rất gian trá, trí thông minh không thua kém gì loài người. Ở trong mắt chúng, Lâm Nhất chính là thức ăn ngon tự dâng đến cửa, tràn đầy cám dỗ. Võ giả khí huyết thịnh vượng, chân nguyên hùng hậu thế này chính là món ăn bổ dưỡng với yêu thú. Sau khi ăn, cảnh giới và thực lực của chúng sẽ tăng lên cũng giống như võ giả loài người luyện hóa yêu đan vậy. Nhưng vị trí của Lâm Nhất rất đẹp, ở ngay chỗ tiếp giáp giữa các xào huyệt yêu thú, ai dám làm bậy cũng sẽ có lợi cho ba con yêu thú khác. Dưới sự nghi ngờ, mấy con yêu thú này đều không dám manh động. Thiên chính là chỉ bầu trời. Nhưng trong Phật giáo, thiên là chỉ chư thần của thần giới, tổng cộng có 33 thiên, trong đó tứ đại thiên thần mạnh nhất lần lượt là đâu xuất thiên, nhẫn lợi thiên, giả ma thiên và tha hóa tự tại thiên. Muốn hiểu rõ chư thiên ấn e rằng phải tìm hiểu điều thần bí của 33 thiên thần Phật giới, ta không rõ Phật lý, không vào Phật môn thì sẽ không thể lĩnh ngộ được nó. Cho nên, lưu thương kết luận ta không thể khống chế chư thiên ấn. Nhưng nếu ta có thể dùng kiếm phục ma thì vì sao không thể dùng kiếm hóa thiên chứ? Dưới áp lực nặng nề, Lâm Nhất cũng luôn vô cùng căng thẳng mỗi phút mỗi giây hắn đều phải cẩn thận đề phòng. Vừa phải lĩnh ngộ vừa phải tập trung phòng bị, sự căng thẳng chưa từng có này khiến Lâm Nhất Tiến vào trạng thái rất kỳ diệu. Trong lúc suy nghĩ, lĩnh ngộ, có nhiều thứ ảo diệu như suối ngọt không ngừng xuất hiện. Vì một khắc sau có lẽ sẽ phải đối mặt với cái chết, ưu thế lĩnh ngộ hơn người được hắn phát huy đến mức tối đa. Khi hắn đang trầm tư, không gian vô hình luôn có sát khí tấn công, lẻn vào đầu tạo thành dao động. Nhưng việc đó lại khiến Lâm Nhất càng kích thích hơn, sát khí không ngừng tấn công chính là một rèn luyện chưa từng có với kiếm ý của hắn. Rất có lợi cho việc nắm giữ sự ảo diệu của dùng kiếm hóa thiên của hắn. Chẳng mấy chốc đã ba ngày trôi qua. Nhưng với hắn một ngày chẳng khác nào một năm, có thể nói là mỗi lần hít thở đều như trải qua sinh tử một lần. Ba ngày ngắn ngủi trở nên dài đằng đẵng với hắn. Vụt trên ngọn cây phía xa, có một đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào lâm nhất. Chủ nhân đôi mắt đó là Bạch Lê Hiên, nếu nhìn kỹ, hơi thở trên người hắn ta đã đạt đến huyền võ tầng 10. Thiên phú tu luyện đáng sợ của thánh thể, thể hiện rõ trên người hắn ta. Lúc trước huyền võ tầng 9 của hắn ta đã có thể sánh bằng bán bộ tử phủ, bây giờ hơi thở trên người lại càng đáng sợ hơn. Suốt cuộc tên này đang làm gì? Thật ra lúc Lâm Nhất bước vào trung tâm của sơn mạch tịch diệt, Bạch Lê Hiên đã chú ý đến hắn. Hắn ta vốn cho rằng Lâm Nhất ngu ngốc, chạy tới ranh giới của bốn con yêu thú mà không biết, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng liên thủ giết chết. Chương 1332 đây là một vùng đất chết. Nhưng không ngờ ba ngày trôi qua, người này vẫn còn sống. Hắn muốn. Trong mắt Bạch Lê Hiên chợt lộ vẻ ngạc nhiên, cực kỳ khiếp sợ há hốc mồm không nói nên lời. Hắn ta có thiên phú cao, thông minh hơn người, chẳng mấy chốc đã đoán ra ý muốn của Lâm Nhất. Người như Lâm Nhất, mỗi phút mỗi giây đều đứng bên bờ sinh tử. Tác dụng của việc tu luyện vô cùng rõ ràng, dưới tình huống ngay cả hít thở cũng thấy sợ hãi sẽ không ngừng khiến tiềm lực của bản thân phải bộc phát. Nhưng sau đó, trên mặt Bạch Lê Hiên xuất hiện nụ cười châm chọc. Tự tìm đường chết. Làm như vậy rất nguy hiểm, hắn ta chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy không rét mà run. Trước mắt còn có thể để những yêu thú này ngăn cản lẫn nhau, không dám manh động. Đến khi những con yêu thú này mất kiên nhẫn, đó sẽ là ngày rỗ của Lâm Nhất. Tình huống xấu nhất là bốn yêu thú tử phủ đồng thời tấn công, hắn sẽ lập tức chết thảm. Bạch Lê Hiên đã có thể ngang sức ngang tài, đấu tay đôi với yêu thú tử phủ, nhưng hắn ta cảm thấy nếu đối mặt với hai yêu thú tử phủ cùng một lúc, hắn ta cũng không có đường sống đối mặt với bốn yêu thú tử phủ có lẽ hắn ta càng không thể phản kháng bạch lê hiên hắn ta dám mạo hiểm sống chết đến nơi trung tâm này để lịch luyện nhưng tuyệt đối không thể can đảm được như lâm nhất hừ để ta xem lúc đó ngươi chết như thế nào bạch lê hiên hừ lạnh trước khi đi còn nhìn lâm nhất một lúc trong mắt hắn ta lâm nhất đã là một người chết đây là một vùng đất chết bạch lê hiên nói rất đúng sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc yêu thú mất hết kiên nhẫn sau khi hắn ta rời khỏi nửa canh giờ một tiếng gào thét đột nhiên vang lên từ trong rừng núi u ám tiếng gầm phát ra từ một con chó có bộ lông xám như nham thạch đôi mắt đỏ thẫm lóe lên ánh sáng màu máu trong bóng tối nó có vóc dáng to như hổ răng nanh sắc nhọn hàn mang lạnh lẽo móng vuốt khổng lồ cực kỳ dữ tợn sau đó lại có hai tiếng thú gầm vang lên, trong bốn có yêu thú tử phủ đã có ba con đồng thời hành động. Trong mắt con yêu thú cuối cùng lóe lên vẻ gian trá, lựa chọn án binh bất động. Giã tâm của nó dường như không chỉ là lâm nhất, mà còn là ba yêu thú khác nữa. Nó thẻ lưỡi liếm miệng một cái, dường như còn nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn trong bóng tối. Âm âm. Ba con yêu thú chạy nhanh, khiến mặt đất không ngừng run rẩy khi ba con yêu thú tử phủ đến gần, kiếm thế mà Lâm Nhất dùng để ngăn cản uy thế của yêu thú lập tức tán loạn, xương cốt trên người hắn bắt đầu kêu rắc rắc. Thân thể gần như sắp biến dạng dưới áp lực khổng lồ. chương 1333 chư thiên ấn, dùng kiếm hóa thiên. Nếu là người khác, dưới tình huống không luyện tập long tượng chiến thể, có lẽ xương cốt đã lập tức đâm thủng lục phủ ngũ tạng và ra thịt rồi. Nhưng dù thế, bây giờ Lâm Nhất vẫn cực kỳ khó chịu khuôn mặt tuấn tú của hắn tái nhợt, mồ hôi trên trán liên tục rơi xuống. Bên tai lâm nhất là tiếng yêu thú kêu gào, mùi tanh bay ra từ trong mũi yêu thú, không cần mở mắt ra cũng có thể biết tình huống trước mắt tệ hại đến mức nào. Vào thời khắc sinh tử, tiềm năng của lâm nhất bị ép đến mức vượt khỏi giới hạn, những hình ảnh nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn. Từ mãnh hổ quyền lúc đầu đến tàn quyền của long hổ quyền, đến khi lưu thương giao cho hắn bản hoàn chỉnh, rồi đến khi hắn dùng long hổ quyền trinh chiến tứ phương, vang danh kiếm các có rất nhiều hình ảnh, đều liên quan đến long hổ quyền. Trong hiện thực, ba yêu thú tử phủ từng bước tiếp cận từ ba hướng khác nhau. Nếu khi ba yêu thú đến được phạm vi trăm mét, dù là thần tiên cũng không cứu được hắn. Một nghìn mét, tám trăm mét, năm trăm mét, bốn trăm mét, ba trăm mét. Ba con yêu thú đứng trên không trung nở nụ cười dữ tợn, ở trong mắt chúng, Lâm Nhất Chính là món ăn hấp dẫn nhất trên thế gian. Trên người mang theo khí huyết nồng đậm, cảm dỗ không thể cưỡng lại được. Hình ảnh vẫn không ngừng hiện lên trong đầu Lâm Nhất, lúc là rồng bay, lúc là hổ nhảy, lúc là rồng ngâm hổ gầm, phong vân hội tụ. Giác! Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều tan thành mây khói, vỡ vụn như tấm gương. Có ánh sáng xuất hiện, trong đầu không còn long hổ, chỉ còn kiếm, chỉ có một thanh kiếm mang theo ánh sáng. Vào lúc ba yêu thú chỉ còn cách hắn khoảng trăm mét, Lâm Nhất đột nhiên mở mắt. Trong mắt có tia sáng lóe lên, sâu trong mắt có hình cây kiếm xuất hiện. Tiếp theo, 33 thanh kiếm nở rộ ở sâu trong tròng mắt tựa như đóa hoa. Thấy bà yêu thú, nét mặt thiếu niên trở nên tái nhợt, nhưng cũng không quá bối rối. Lâm Nhất khoanh hai tay, mười ngón tay không ngừng di chuyển, trong ánh sáng nở rộ xen lẫn một dấu ấn thần bí và tối tăm. Chư Thiên Ấn, dùng kiếm hóa thiên. Vào khoảnh khắc dấu ấn thành hình, sau lưng Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện kiếm quang chói mắt. 33 thanh trường kiếm ngưng tụ từ chân nguyên xòe ra như cánh quạt sau lưng hắn, mang theo kiếm ý bao phủ trên bầu trời. Sau khi dấu ấn thành hình, kiếm thế vốn đã biến mất biến thành những tia sáng nhạt. Tập trung về phía Lâm Nhất đang đứng dưới đất từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt kiếm thế lại ngưng tụ một lần nữa, phát ra ánh sáng trói mắt. Ánh sáng chợt hiện lên trong bóng tối cực kỳ chói mắt, chiếu sáng một vùng thiên địa. Ầm. Um, dưới sự gia trì của Chư Thiên Ấn, kiếm thế hào hùng niết bàn trùng sinh, mạnh hơn một bậc, khiến ba con yêu thú phải dừng lại. 33 thanh quang kiếm không ngừng kêu vang, kiếm ý mờ mịt bốc cháy nóng bỏng, không ngừng bùng lên. Chương 1334 không có đường đi. Lâm Nhất cũng không để tâm chuyện yêu thú đuổi sát theo sau. Bây giờ hắn đang rất hưng phấn, mạo hiểm tính mạng lĩnh mộ chư thiên ấn khiến hắn vô cùng vui vẻ. Hắn đã nắm giữ chư thiên ấn, thì việc hợp nhất bốn ấn làm một còn xa không. Nếu ba yêu thú muốn đuổi theo cũng được thôi, vừa khéo lợi dụng cơ hội này rèn luyện thất huyền bộ một phen. Nếu có cơ hội có thể khiến thân pháp tăng cấp lên hóa cảnh, bước ra khỏi tranh, sẽ khiến thực lực của mình nâng cao vô hạn. Sao xa? Nơi Lâm Nhất ngồi thiền trước đó có một con báo ma văn màu đen chậm rãi bước ra. Nó bước đi tao nhã như mèo, không nhanh không chậm. Nó chính là con yêu thú tử phủ thứ tư ở nơi này, là con duy nhất không định ra tay. Cả người nó có màu đen nhánh, chỉ có hai tròng mắt xanh biếc, phát ra ánh sáng kỳ lạ như đá quý. Nó hơi híp mắt, đứng trong bóng tối đưa mắt nhìn ra xa. Dần dần, Lâm Nhất đã đi xa từng chút trở nên rõ ràng trong mắt nó khí huyết dồi dào như nham thạch nóng chạy không ngừng sôi trào trong người. Trong mắt báo ma văn tản ra cám dỗ vô tận. So với võ giả bình thường, lời người từng rèn luyện thân thể càng có sức hấp dẫn hơn trong mắt yêu thú. Trong đôi mắt đang nheo lại của báo ma văn phát ra ý lạnh, nó không nhanh không chậm tiến lên, dường như không hề nôn nóng chút nào. Mười ngày cứ thế trôi qua. Trong ba con yêu thú, chỉ còn con chó vẫn đang đuổi theo lâm nhất hai con yêu thú tử phủ khác thấy trong lúc truy đuổi mà thân pháp của Lâm Nhất còn có thể không ngừng nâng cao thì thấy tuyệt vọng, hoàn toàn mất kiên nhẫn. Chỉ có con chó này giống như một con chó điên, nhe răng nhếch miệng, trợn mắt không ngừng sủa. Nó vẫn còn nhớ rõ chuyện Lâm Nhất đánh mình 10 ngày trước, không cắn Lâm Nhất một cái, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâm Nhất ở phía trước vô cùng bình tĩnh, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, không ngừng cười lạnh. Con chó này đúng là to gan, chỉ còn một mình nó mà vẫn dám đuổi theo mình. Vết thương mình để lại trên người nó 10 ngày trước vẫn chưa lạnh, kiếm ý vẫn còn ở bên trong. Chiến lực của nó đã sớm không bằng lúc nó mạnh nhất, lâm nhất chắc chắn mình có thể chiến thắng đối thủ. Bức tranh trưởng Toái Sơn Hà, Thiên Phá Vân, dù có lợi hại đến đâu, sử dụng bảo khí lưỡi đao xích diếm cũng có thể giết chết nó. Nhưng như thế sẽ mất đi ý nghĩa của việc lịch luyện. Vù. Trong lúc Lâm Nhất đang suy tư, một cơn gió rét thổi tới. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cuối tầm mắt chính là một vách đá. Không có đường đi. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1335 quả nhiên là một con chó điên. Con chó đuổi theo phái sau nhìn thấy cảnh này thì hưng phấn sủa như điên. Nó hoàn toàn không biết ngày rỗ của mình đã tới nó nhảy lên tựa như tia chớp muốn lao tới giết chết lâm nhất vừa mới dừng bước nếu không còn đường chạy nữa thì chiến đấu thôi tiếng gió vang lên bên tai lâm nhất xoay người kiếm âm du dương vang lên trong thiên địa lâm nhất vừa xoay người đứng ngược sáng dưới ánh mắt trời nắm ngón tay siết chặt thành quyền đánh ra tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ âm dưới cú đấm này thân thể cao lớn của con chó bị đánh bay Lâm Nhất điều động tử diên kiếm quyết, kèm theo cánh hoa ở đan điền lần lượt nở rộ, khí thế trên người Lâm Nhất không ngừng dâng lên. Con chó bị đánh lui nhìn Lâm Nhất, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nó bất ngờ phát hiện nhân loại nhỏ bé này mang đến cho nó áp lực khổng lồ tựa như núi vậy. Tự tìm đường chết, máu đã sắp chảy hết còn dám gây chuyện với ta, quả nhiên là một con chó điên. Con chó còn yếu hơn trong dự đoán của Lâm Nhất, khiến hắn hơi bất ngờ, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh như băng, khiến con chó như tỉnh lại từ trong mơ. Lúc này, vị trí thợ săn và con mồi đã đảo ngược. Cách đó 10 dặm cũng là trung tâm của sơn mạch tịch diệt. Trên mặt đất máu chảy thành sông, một con yêu xa cảnh giới tử phủ người đầy thương tích đang liều mạng dẫy giụa, nhưng lại không làm được gì, một thanh lợi kiếm xuyên qua cầm nó, ghim thẳng xuống đất. Thân kiếm bốn thước ẩn chứa kiếm thế mạnh mẽ, khiến thân thể khổng lồ của yêu xà chịu đựng áp lực cực lớn. Sức sống của nó không ngừng mất đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Các đó trăm mét, Bạch Lê Hiên mặc áo trắng vung tay, kiếm như lưu quang bay trở về trong vỏ kiếm. Âm! Uhm. Vào khoảnh khắc kiếm bay vào vỏ, mấy trăm tia kiếm quang bắn ra từ trong người yêu xà, máu không ngừng tuôn rơi từ trong những vết thương, khiến nó chết ngay tại chỗ. Một viên yêu đan tràn đầy khí huyết, Linh khí hào hùng lẳng lặng bay về phía Bạch Lê Hiên trong sự dao động của kiếm thế. Hắn ta giơ tay, nhận lấy yêu đan tử phủ quý giá kia. Hắn ta nhìn yêu đan, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Trước mắt, hắn ta đã có thể chém chết yêu xà tử phủ bằng kiếm. Vậy Lâm Nhất ở trong tử địa thật sự đã chết rồi sao? âm uhm, Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn kết hợp làm một trên người lâm nhất bộc phát ra khí thế sắp bằng cả cao thủ tử phủ, đánh bay con chó. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên trên người hắn, hoa quang màu tím xuất hiện, mang theo khí thế mạnh mẽ bá đạo. Kèm theo đó còn có gió mạnh thổi tung tứ phía. mươi 1336 đường còn rất dài. Trong tiếng vang động trời, mặt đất không ngừng rung lên, yêu thú vừa ngã xuống đất cũng không thể bỏ dậy nữa. Nó phát ra tiếng kêu gào vô cùng thê thảm, trơ mắt nhìn sức sống của mình từng chút biến mất. Áo quần lâm nhất sách dưới, có rất nhiều vết cào của con chó, áo xanh dính máu. Dưới tình huống không sử dụng bảo khí và rút kiếm, lâm nhất muốn chiến thắng cũng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí là hơi khó khăn. Tuy con chó này cũng không đang trong trạng thái đỉnh cao, nhưng năng lực phòng ngự của nó quá đáng sợ, cứng rắn giống như nham thạch vậy. Mức độ cứng rắn của nó thật sự có thể sánh bằng một bảo giáp phòng ngự khiến Lâm Nhất thấy rất mất sức. Hắn sử dụng thất huyền bộ kết hợp với Long Hổ Quyền, thêm cả Long Tượng Chiến Thể Quyết. Mất cả nửa ngày mới giết chết được nó. Có thể trở thành yêu thú cảnh giới tử phủ chắc chắn là có chỗ hơn người, dù đang trong trạng thái bị thương nặng cũng không thể xem thường. Nhìn thi thể nằm dưới đất của con chó, Lâm Nhất đam chiêu, nhẹ giọng tự nói. Trận chiến này khiến hắn hiểu rõ về yêu thú cảnh giới tử phủ hơn. Nhưng có thể đánh chết yêu thú tử phủ và việc có thể giết chết võ giả tử phủ là hai khái niệm khác nhau. So với yêu thú, võ giả còn tu luyện công pháp, nắm giữ võ kỹ, có quá nhiều thủ đoạn. Trong cùng cảnh giới, cao thủ tử phủ có thể dễ dàng áp chế yêu thú, trừ khi gặp phải yêu thú biến dị hoặc yêu thú có huyết mạch thần thú thôi. Loại yêu thú này có thể xem như bá chủ vô địch trong cùng cảnh giới, rất đáng sợ. Rõ ràng dù con chó trước mắt có năng lực phòng ngự đáng sợ, nhưng hoàn toàn không thể xem là bá chủ. Đường còn rất dài. Lâm Nhất nghỉ dưỡng sức một lát, sau đó chậm rãi đi về phía thi thể của con chó, một viên yêu đan tử phủ vẫn rất có sức hấp dẫn với hắn. Ở trong mắt yêu thú, hắn là món ngon không thể cưỡng lại. Còn ở trong mắt hắn, yêu đan của những yêu thú này cũng thế. Vụt. Nhưng vào lúc đi tới trước cái xác sắc mặt lâm nhất chưa thay đổi, hắn vội vàng xoay người. Trên một ngọn núi đá ở cách đó trăm mét có một có báo ma văn màu đen đang ung dung đứng ở đó. Nó híp hai mắt lại, lặng lặng nhìn hắn. Trong nháy mắt, lâm nhất lập tức cảm thấy lạnh lẽo, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nét mặt thay đổi, nó đến đây từ bao giờ. Rốt của con báo ma văn này xuất hiện từ khi nào mà hắn không hề phát hiện ra. Kỳ lạ hơn là con báo ma văn này vóc dáng nhỏ nhắn, đứng trên vách núi chỉ cao 2 mét, thật sự không là gì so với thân thể cao lớn của con chó. Chương 1337 đến đúng lúc lắm. Nhưng thân thể nhỏ bé của nó lại mang đến áp lực to lớn cho Lâm Nhất, cảm giác sợ hãi vô thức dâng lên trong lòng, sau đó lan tràn ra cả người, tay chân hắn lạnh như băng, hơi không nghe theo kiểm soát của hắn. Nó đang cảnh cáo mình sao? con chó này cũng là con mồi của nó nó không cho mình động vào lâm nhất cố giữ bình tĩnh dần lùi khỏi thi thể của con chó Vèo báo ma văn nhảy xuống thành một đường vòng cùng nó di chuyển rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt xanh biết từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm lâm nhất nó đột nhiên nhếch môi giống như là đang cười ầm một khắc sau báo ma văn lập tức biến mất trong tầm mắt của lâm nhất Đến khi gió lớn thổi lên, hắn mới ngạc nhiên phát hiện đối phương đã xuất hiện trước mặt mình. Tốc độ quá nhanh. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ hoảng sợ, hắn vội vàng lách người, giang hai tay ra như kim ô. Phập. Nhưng lúc đáp xuống, trước ngực vẫn xuất hiện một vết cào, máu tươi chảy xuống. Lâm Nhất đau đến mức khóe miệng khẽ giật, đây mới thật sự là yêu thú tử phủ, yêu thú tử phủ trong trạng thái mạnh nhất con chó trước đó hoàn toàn không thể nào đáng sợ bằng nó. Thú vị! Trong thời điểm nguy hiểm này, Lâm Nhất tỉnh táo lại, nở một nụ cười lạnh lùng. Trong mắt dâng lên chiến ý vô tận. Đến đúng lúc lắm. Chân nguyên trên người dao động, tử diên kiếm quyết không ngừng di chuyển, thiếu niên đứng thẳng người, giống như một thanh kiếm sắc bén cắm xuống đất. Tóc dài áo bào tung bay, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như đá quý nhìn chầm chầm vào báo ma văn. Gào. Báo ma văn há mồm, điên cuồng gào thét, tiếng gào chói tai nén lại yêu nguyên bên trong cơ thể nó, tạo thành sóng âm mắt thường không thể nhìn thấy, cuộn từng vùng di chuyển về phía Lâm Nhất. Dưới sự dao động của sóng âm, không khí ở nơi này bắt đầu rung động, khiến cảnh tượng xung quanh trở nên mơ hồ trong tầm mắt của Lâm Nhất, bóng dáng của báo ma văn bắt đầu vặn vẹo, không thể cố định được. Chương 1338 theo ta được biết thì chưa. Thủy Nguyệt kiếm pháp của hắn đã đạt đến hóa cảnh, thất huyền bộ cũng đột phá đến hóa cảnh. Bằng không thì tựa như thùng gỗ có một miếng khuyết, mãi vẫn không cách nào đựng đầy. Có đôi khi hắn nghĩ liệu bát công tử mạnh đến mức nào. Trong trường hợp cảnh giới không có sự tranh lệch tuyệt đối thì điểm mạnh thật sự của bát công tử hẳn là khiếm khuyết mà bản thân không nhìn ra được. Đại khái chính là trong cùng một cảnh giới, cả người người đều là sơ hở nhưng lại không tìm ra sơ hở hở của đối phương. Được ăn cả ngã về không, đặt tất cả kỳ vọng vào át chủ bài. Đó chẳng khác nào một canh bạc, cao thủ chân chính sẽ không cần đến át chủ bài mà vẫn có thể nghiền áp được đối thủ. Khi tu hành trong sơn mạch tịch diệt, Lâm Nhất vẫn luôn đi theo hướng này. Phải lĩnh hội thất huyền bộ đến hóa cảnh, nếu không, một khi đụng phải đối thủ cấp công tử, kết cục tất bại. Lâm Nhất nhìn về phía trước, Ánh mắt hắn vô cùng kiên định. Lăng tiêu kiếm các. Ngươi thắng. Một vị trưởng lão tử phủ thở dài bất đắc dĩ, nhìn về phía bạch Lê Hiên bằng ánh mắt phức tạp. Ba ngày trước, sau khi quay về Tông, đối phương đã lựa chọn đấu với ông ta. Mới đầu, trưởng lão còn không, để tâm lắm, chỉ cho rằng người hậu bối này tuy sở hữu thánh thể nhưng lại có hơi tự đại quá mức, vì thế ông ta chỉ dùng một nửa thực lực. Nào ngờ bản thân lại vô cùng thê thảm dưới kiếm của Bạch Lê Hiên. Đến khi tập trung chú ý, mới miễn cưỡng thắng được đối phương. Thế nhưng, Bạch Lê Hiên cũng như ông ta, đã chiến đấu suốt 3 ngày liên tục, không ngủ không nghỉ. Tuy thua nhưng Bạch Lê Hiên ngày càng kéo dài trận đấu hơn. Cho đến hôm nay, ông ta đã thua nửa chiêu trong tay đối phương. Mặc dù chỉ là nửa chiêu, nhưng thắng vẫn là thắng. Trưởng lão bùi ngùi xúc động đồng thời càng thêm rung động trước sự phát triển của thánh thể. Nửa chiêu này tuy thắng nhưng có hơi miễn cưỡng, trong truyền thuyết, bát công tử đã có thể chém giết được tử phủ. Bạch Lê Hiên tra kiếm vào vỏ, thầm nói. Trưởng lão tử phủ đứng ở đối diện vừa vuốt sâu vừa nói, có lẽ tử phủ mà bát công tử chém giết được chỉ là tán tu mà thôi, đối mặt với trưởng lão tông môn thì nào có đơn giản như vậy. Người có thể thắng ta nửa chiêu, dù không địch lại bọn họ thì cũng không kém hơn là bao chớ nên khiêm tốn bạch lê hiên không đáp mà trầm ngâm nói trưởng lão lâm nhất đã quay về tông chưa theo ta được biết thì chưa vẫn chưa ư từ ấn hợp nhất đều đã bị hắn khống chế tên kia còn định ở trong sơn mạch tịch diệt đến khi nào ánh mắt bạch lê hiên lóe lên tia nghi hoặc tuy nhiên chẳng mấy chốc đã hóa thành lạnh lùng chương 1339 Hoàng Thành Đế Đô vô cùng náo nhiệt. Có lẽ, tư ấn hợp nhất chính là giới hạn cao nhất của đối phương. Lâm nhất là một trong những đối thủ có thể khiến hắn ta thật sự kính nể, nhưng lăng tiêu kiếm các chỉ có thể có một yêu nghiệt. Trong lòng môn tranh tài, người có thể cười đến cuối cùng chắc chắn sẽ là hắn ta. Tin tức Bạch Lê Hiên đánh thắng trưởng lão tử phủ nửa chiêu nhanh chóng lan truyền khắp kiếm các. Kế đó, lại có tin Diệp Phong từng có kinh nghiệm giết chết tán tu tử phủ ở bên ngoài đế quốc. Từ trên xuống dưới lăng tiêu kiếm vô cùng mong đợi trận long môn tranh tài sắp tới. Không chỉ riêng kiếm các, thời gian thi đấu ngày càng đến gần, bầu không khí ở Hoàng Thành Đế Đô cũng bắt đầu sôi trào. Hỗn Nguyên Môn, Huyền Thiên Tông, Ma Nguyệt Sơn Trang, Tần Thiên Học Phủ, thần sách doanh liên tục có cao thủ cấp công tử xuất quan, mỗi một người đều tràn đầy tin tưởng đối với long môn tranh tài. Năm nay, cùng với hàng loạt phong ba, đợt thịnh hội ba năm một lần này càng được chú ý hơn gấp bội. Hiện tại, Lâm Nhất mãi vẫn không xuất hiện, hắn còn chưa rời khỏi sơn mạch tịch diệt, quay về tông môn. Một vài lời đồn đại được truyền ra, có người nói hắn tự biết thực lực không bằng người, muốn mượn cớ tu luyện để tránh đi long môn tranh tài. Thậm chí có người nói vì đắc tội đại hoàng tử nên hắn không dám tiếp tục nán lại đại tần, Lâm Nhất đã sớm đi xuyên qua sơn mạch tịch diệt, rời khỏi đế quốc. Cuộc chiến sắp bắt đầu mà người vẫn không lộ diện, khó tránh khỏi sẽ có một vài lời nói ra nói vào, thậm chí vạn bảo các và rất nhiều thương hội còn dùng việc Lâm Nhất có tham long môn tranh tài hay không để mở cá cược. Trong bầu không khí như vậy, rất khó xác định liệu có ai đang đứng sau màn, thúc đẩy những lời đồn như thế này phát triển hay không. Lạc Già Sơn hân nhiên đứng dưới một gốc cổ thụ đầy lá đỏ, gương mặt xinh đẹp quyến rũ tựa như một đóa hoa tươi, kiểu diễm và ướt át. Lòng môn tranh tài sắp đến gần, cô không khỏi nhớ đến một vài chuyện bi thương. hân nhiên thầm nhủ, nếu đại ca vẫn còn đây thì có lẽ sẽ rất vui. gió thổi qua, lá đỏ như hoa ảo ảo rơi xuống. hân nhiên duỗi cánh tay trắng như bạch ngọc ra, nhẹ nhàng kẹp lấy một chiếc lá rụng tay còn lại khẽ vén những sợi tóc tinh nghịch ra sau. Cô nhìn lá đỏ, bất giác mỉm cười, sự phiền muộn ẩn chứa giữa hai hàng mày thoáng chốc tiêu tán, tuy nhiên, bất kể thế nào, ta biết tiểu sư đệ chắc chắn sẽ xuất hiện tại Long Môn tranh tài. Thoáng chốc, Long Môn tranh tài mỗi 3 năm một lần chỉ còn 3 ngày nữa là mở màn. Hoàng thành đế đô vô cùng náo nhiệt. Võ giả từ trăm quận trong đế quốc ùn ùn đổ về đây, hàng ngũ nối liền không dứt, hễ là võ giả thì đều không thể bỏ qua việc trọng đại như thế này. Đồng thời, mọi người đều cảm thấy cực kỳ hứng thú với vụ cá cược của vạn bảo các, số lượng linh ngọc đặt cược đã sớm đạt đến con số thiên văn. Lần long môn tranh tài này, trong tất cả các thương hội, chỉ có ba điều trông mong. Điều thứ nhất, ai sẽ trèo lên vị trí đầu bảng? Trong các công tử, đại hoàng tử Tần Vũ được ủng hộ nhiều nhất. Chương người điều thứ hai, ai sẽ trở thành tân công tử? Hầu hết mọi người đều cho rằng trong tình huống vắng mặt Lưu Thương, Tần Vũ là người có khả năng trèo lên đầu bảng nhất. Điều thứ hai, ai sẽ trở thành tân công tử? Hiển nhiên, Long Môn tranh tài có 8 vị trí, nhưng không ai cho rằng giới công tử sẽ bị rơi đài. Trên thực tế, chỉ có một suất để tranh giành, đó chính là vị trí trống sau khi Lưu Thương rời khỏi. Bạch Lê Hiên người sở hữu thánh thế, cao thủ đứng đầu bảng tân tú được công nhận là lựa chọn hàng đầu cho vị trí tân công tử. Tần Vũ và Bạch Lê Hiên được xem là hai cái tên nổi bật nhất trong long môn tranh tài năm nay. Nhưng thứ khiến mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là điều mong thứ ba, rốt cuộc thì Lâm Nhất có xuất hiện tại Long Môn tranh tài hay không? Tại Hoàng Thành Đế Đô, trong hôn lễ của Đại Hoàng Tử, hắn giận dữ rút kiếm, tạo thành phong ba, suýt nữa gây ra đại họa cho Hoàng Thành sau trận phong ba đó, cái tên Lâm Nhất khiến toàn bộ thủ đô của đế quốc Đại Tần phải khiếp sợ. Hiện tại, việc hắn có thể chịu được áp lực từ Tần Vũ để mà tham gia long môn tranh tài hay không đã trở thành một đề tài được bàn luận suốt khoảng thời gian qua. Rất nhiều người đã đặt cược một số tiền lớn, thậm chí là toàn bộ tài sản, chỉ chờ đến ngày trận đấu mở màn. Hoàng thành đế đô, quảng trường Long Môn có diện tích rộng lớn, được thần sách doanh canh giữ ở lối vào bốn hướng. Nơi này ngày thường canh phòng nghiêm ngặt, người tự ý đi vào sẽ bị giết chết ngay lập tức, được gọi là cấm địa của Hoàng Thành, cấm không cho ai đặt chân vào, chỉ mở ra vào ngày Long Môn tranh tài. Trung tâm quảng trường chính là Đài Long Môn được mọi người chú ý. Đài Long Môn, nhảy qua hóa rồng, tám vị trí đầu của Long Môn tranh tài vừa để tranh giành cái danh công tử, cũng vừa tranh giành tư cách tham gia quần Long Thịnh Yến. Đài Long Môn nặng nề to lớn tràn đầy hơi thở lịch sử tang thương, có tổng cộng 9 đài, 8 chiến đài bao quanh ở bên ngoài tạo thành một hình tròn, chiến đài ở trung tâm lơ lửng trong không trung, được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhạt, đây là nơi đứng của vương giả. 8 chiến đài còn lại sẽ quyết định ai trở thành một trong bát công tử, còn đài vương giả ở trung tâm sẽ quyết định người đứng đầu trong Long Môn tranh tài, người đứng đầu đứng trên cao nhìn xuống thế gian có thể xưng vương trong những người trẻ tuổi đồng lứa ở Đại Tần Đế Quốc. Người đó sẽ tỏa sáng, đón nhận ánh nhìn của người xung quanh, chiếu sáng cả bầu trời Đại Tần. Vinh quang và ao ước, còn có vinh dự to lớn, mọi thứ đều sẽ xuất hiện trên chiến đài vương giả. Trước đài Long Môn có bậc thang lót tử thanh bạch ngọc, trên bậc thang có khắc quả đen thượng cổ, trong cảm giác nặng nề còn lộ ra khí thế đế vương hào hùng, cao quý, xa hoa, trên bậc thềm là những hàng ghế khách quý. Ở chỗ trung tâm của hàng ghế khách quý là một cái ngai vàng, ngai vàng được ngưng luyện từ tử thanh bạch ngọc. Nó tượng trưng cho quyền vị tối cao ở đại tần đế quốc, chỉ có hoàng đế đại tần mới có thể ngồi lên ngai vàng này thôi. Ngai vàng tử thanh và đài vương giả được mọi người chú ý kia cách nhau khá xa, giống như chiếu dọi cho nhau, cũng giống như đang đối chọi với nhau. Nghĩ lại thì thấy cũng thú vị đấy chứ nếu đại hoàng tử Tần Vũ có thể để ánh sáng của mình chiếu dọi chiến đài vương giả thì đương nhiên sẽ chiếu dọi cùng với ngai vàng đại tần. Trường 1341 thực lực của tên này quá đáng sợ. Còn nếu đổi lại là người ngoài giành được vị trí đầu bảng của Long Môn tranh tài, thì cho dù là ai cũng có nghĩa là thế lực đứng sau người đó đang chống lại hoàng quyền, đối trọi với ngai vàng tử thanh này. Ánh mặt trời chiếu xuống hoàng thành, xóa tan cảm giác lạnh lẽo ngày đông, hoàng thành đế đô đang vô cùng nhộn nhịp. Xung quanh quảng trường Long Môn có rất nhiều dòng người kéo đến, cao thủ ở khắp nơi trên đại tần đều dừng chân ở đây, chiêm ngưỡng khí thế của quảng trường Long Môn. Không chỉ có mỗi người của đại tần đế quốc, thậm chí còn có rất nhiều đệ tử tông môn và tán tu bên ngoài lãnh thổ cũng không ngại vạn dặm xa xôi đến đây. Còn ba ngày, chỉ còn ba ngày nữa thôi. Ba ngày nữa là Long Môn tranh tài ba năm một lần sẽ bắt đầu, rất nhiều võ giả không có tư cách vào trong chỉ có thể đến trước thời hạn tìm một nơi quan sát tốt ở bên ngoài quảng trường. Ở xung quanh quảng trường có rất nhiều tử lâu, những tử lâu đều cố ý chuẩn bị vì những người này. Lúc này, các tử lâu đều rất đông khách, đã kín chỗ từ lâu. Long môn tranh tài 3 năm một lần chính là thịnh yến lớn nhất của Đại Tần Đế Quốc, không một thịnh yến nào có thể sánh bằng nó dù là tiệc quỳnh đài của công chúa tổ chức cũng không thể sánh với long môn tranh tài nghe nói long môn tranh tài lần này sẽ là trận đấu kịch liệt nhất trong gần trăm năm qua chưa có lần tổ chức nào giống như năm nay cả thi đấu còn chưa bắt đầu đã làm mưa làm gió cả thành tình thế liên tục thay đổi đúng thế năm nay có quá nhiều chuyện lạ diễn ra đầu tiên là có lâm nhất xuất hiện sau đó lại có bạch lê hiên có thánh thể Nhân tài mới của các tông môn lớn liên tục xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đây là tình huống trước giờ chưa từng có. Đúng, có quá nhiều yêu nghiệt, tuy mọi người vẫn rất tin tưởng thất công tử, nhưng khó đảm bảo sẽ không có nhân tài tiềm ẩn xuất hiện. Hơn nữa tỷ lệ xuất hiện còn rất cao. Chủ yếu là trùng hợp mật cảnh Ma Liên cũng vừa mở, rất nhiều đệ tử đều có cơ duyên của riêng mình trong mật cảnh. Bọn họ vẫn luôn bế quan, không ai biết những người này sẽ tạo thành sóng gió đáng sợ thế nào trong long môn tranh tài ha ha nhưng điều ta tò mò nhất là lâm nhất có xuất hiện hay không sóng gió trong hôn lễ ngày đó ta thấy đại hoàng tử tức xanh cả mặt đường đường là phi vũ công tử có từng bị sỉ nhục như thế bao giờ đâu nếu lâm nhất không tự đoạn huyền mạch e rằng thật sự sẽ đánh bại công tử thực lực của tên này quá đáng sợ phải đó thật quá đáng tiếc dù hắn tự đoạn huyền mạch, chỉ cần sóng gió hôn lễ không diễn ra, không bị lộ lá bài tẩy. Thì tuy không đấu lại đại công tử, ta cảm thấy hắn vẫn có khả năng giành được một vị trí. Ha ha ha, ta nghĩ nếu ta là lâm nhất, thì ta sẽ rứt áo ra đi, để tần vũ không có cơ hội báo thù, cho hắn ta tức chết. Mọi người nhìn về phía quảng trường, bàn tán sôi nổi. Nhắc đến sóng gió hôn lễ một tháng trước lại bắt đầu dẫn tới một trận thảo luận xôn xao nói về lâm nhất đương nhiên không tránh khỏi nói đến việc đánh cược của các thương hội như vạn bảo các long môn tranh tài lần này vạn bảo các cũng xem như chơi lớn công bố bảng tân tú và bảng công tử trước một bước tuy có rất nhiều tranh lệch nhưng cũng có thể xem như công bằng nếu không cũng sẽ không lan truyền rộng rãi nếu không có bằng tân tú danh tiếng vang dội này muốn độc quyền việc đánh cược long môn tranh tài cũng không phải chuyện dễ dàng một tấm bảng nhìn như đơn giản nhưng phía sau đó lại thể hiện năng lực tình báo không ai sánh bằng. chương 1342 đừng thật sự quên mất thời gian nhé. Lúc mặt trời lặn, lăng tiêu kiếm các có vẻ hơi điều hưu, đệ tử tông môn lập nhóm hai ba người đã xuất phát đến hoàng thành đế đô. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên đệ tử kiếm các cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao chỉ còn ba ngày, nếu còn không xuất phát, e rằng sẽ không kịp giờ khai mạc long môn tranh tài nữa. Có đệ tử sốt ruột, thậm chí đã rời đi từ sớm. Đến hôm nay, Lâm Nhất vẫn chưa xuất hiện, khiến nhiều người vô cùng thất vọng. Đa số mọi người đều cảm thấy, có lẽ hắn thật sự không thể tham gia long môn tranh tài rồi. Tuy hơi thất vọng, nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bọn họ là Lâm Nhất biết rõ Long Môn tranh tài sẽ là một con đường chết thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không tham gia. Lạc Già Sơn, mấy người hân nghiên, Lý Vô Yêu và Trần Huyền Quân đang tập trung lại với nhau. Ngoài hân nghiên, sắc mặt những người khác ít nhiều cũng hơi lo lắng. Hân nghiên, còn muốn đợi tiểu sư đệ nữa không? Trần Huyền Quân cao mày hỏi, chỉ còn lại 3 ngày, Lâm Nhất vẫn chưa xuất hiện, e rằng có gì đó không ổn chẳng lẽ tiểu sư đệ đi tới trung tâm của sơn mạch tịch diệt. Ta nghe nói nơi đó có yêu thú tử phủ hoành hành, mỗi năm có không ít đệ tử tông môn chết ở đó. Có người lo lắng hỏi. Nói bậy cái gì thế? Hân nghiên trợn mắt chừng người nọ, thầm thở dài trong lòng, lần nào tiểu tử này cũng khiến người ta phập phồng lo sợ. Sư tỷ, ta nghĩ có khi lâm nhất ca ca sẽ đi thẳng từ sơn mạch tịch diệt đến đế đô luôn, dù sao thời gian với huynh ấy cũng rất quý báu lý vô ưu ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói hân nhiên xoa đầu cười đáp chỉ mong là thế không đợi hắn nữa chúng ta đi trước có điều trước khi đi hân nhiên vẫn liên tục quay đầu nhìn về phía sơn mạch tịch diệt tiểu tử người đang nghĩ gì đấy đừng thật sự quên mất thời gian nhé lúc này trung tâm của sơn mạch tịch diệt một người đeo hộp đựng kiếm trên lưng đứng ở đỉnh một vách đá, nhìn mặt trời lặn xuống. Không cần nói cũng biết người này chính là Lâm Nhất. Từ sau khi Long Tượng Chiến Thể Quyết đạt đến tầng 5 đỉnh phong, hắn đã đứng ở đây, chưa từng động đậy Chỉ đứng nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, suốt 7 ngày liên tiếp. 7 ngày trôi qua, hắn dần nhìn ra một vài chuyện, mặt trời rực rỡ trông như rất chậm chạp. Nhưng thực tế, trong một giây, nó có thể đi ra mấy trăm triệu dặm. Thất Huyền Bộ là truyền thừa từ công pháp thượng cổ Trục Nhật Thần Quyết, nhưng con người muốn đuổi theo mặt trời hoàn toàn là chuyện không thể nào. Dù có vất vả cả đời cũng không thể đuổi kịp, chỉ sẽ khiến mình mệt chết mà thôi. Chương 1343 cuối cùng cũng thành công. Cái gọi là trục nhật cũng không phải thật sự là đuổi theo mặt trời, mà là biến người thành mặt trời, bay lên cùng mặt trời. Đúng, chắc chắn là như thế. Nếu người xưa có thể sáng tạo ra trục nhật thần quyết thì chắc chắn sẽ biết điều kỳ diệu trong đó, không thể nào làm mình mệt chết được. Cái ý nghĩ đổi theo mặt trời cũng chỉ là lời đồn bậy của người đời sau, đề cao thực lực của người xưa thôi. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, hắn dần tĩnh tâm, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một đêm thoáng chốc trôi qua. Khi bình minh dần lên, ánh sáng mặt trời sắp chiếu xuống, Lâm Nhất đột nhiên mở mắt hắn xoay người đi ra ngoài lâm nhất quay đầu nhìn lại hắn nhìn thấy mình hai bóng người của lâm nhất đứng trên vách đá nhìn sơ qua trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thật giả ầm uhm. lúc này mặt trời lên cao mặt trời đỏ rực chậm rãi mọc lên từ phía đông phân thân được ánh mặt trời chiếu rọi trông vô cùng chói mắt tựa như tạo thành một bức tranh cùng núi nước xung quanh bản thể hơi nhếch môi tiến lên một bước chạm tay vào bức tranh này. Giác! Bức tranh lập tức vỡ nát, phân thân biến thành một ngọn lửa nhức mắt, bay lên mây xanh. Lúc này, thất huyền bộ phá tranh bước ra, bay cùng mặt trời. Sơn mạch tịch diệt rộng lớn lập tức được bao phủ bởi ánh mặt trời, rất nhiều nơi cả năm không có tia nắng cũng hoàn toàn được chiếu sáng. Sao có thể chứ? một vài võ giả tu luyện trong sơn mạch tịch diệt nhìn thấy ánh mặt trời trên đầu thì đều lộ vẻ khó tin. những yêu thú có linh trí cao cũng vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. sơn mạch tịch diệt thoáng chốc trở nên hỗn loạn. nhìn ánh sáng lướt qua, lâm nhất hít mắt lại, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng. nhưng hai tay hắn lại siết chặt, trong lòng như có ngọn lửa sôi trào. ba năm quá lâu, hắn không thể đợi được chẳng những nhất định phải đến long môn tranh tài hơn nữa còn phải giành hạng nhất ánh mặt trời bên trên sơn mạch tịch diệt chỉ tồn tại trong thoáng chốc đám yêu thú ẩn náu vừa mới bối rối cuối cùng cũng yên tĩnh lại nhưng một vài tán tu vừa thấy cảnh này lại không thể lấy lại bình tĩnh tuy rằng sáng kia chỉ tồn tại trong thoáng chốc nhưng sự trói mắt của nó lại khiến người ta không thể quên được thật sự không biết sao lại có thể làm được như thế cuối cùng cùng thành công Lâm Nhất đứng trên đỉnh vách đá, khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu rọi, phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Chương 1344 Huyền Võ tầng 9 đỉnh Phong Ư. Ngũ quan anh tuấn trông cực kỳ đẹp trai, khác hẳn ngày thường. Gần một tháng tu luyện vất vả, tu vi của hắn không thay đổi, nhưng thực lực lại nâng cao đến mức người ngoài khó mà tưởng tượng được. Chỉ chư thiên ấn cũng đủ để tất cả đại tần phải chấn động rồi càng không nói tới sự đáng sợ khi bốn ấn hợp nhất và thất huyền bộ phá tranh bước ra, thăng lên hóa cảnh. Hắn nâng cao mọi mặt của mình, gồm có quyền pháp, thân pháp, thân thể lên đến cực hạn, thậm chí là hơn cả cực hạn. Tính luôn hôm nay, chỉ còn ba ngày nữa mới đến long môn tranh tài, cũng không cần phải vội. Lâm nhất tính toán một phen, sau đó ngồi xếp bằng xuống, cũng không vội rời đi. Dù là thân pháp, quyền pháp hay thân thể và kiếm thuật của mình đều cần có chân nguyên chống đỡ. Nếu có chân nguyên mạnh mẽ làm đảm bảo, thật ra việc tu luyện những ngày qua không có ý nghĩa lắm, cũng không có phát triển vượt bậc. Dưới ánh mặt trời bao phủ, bên cạnh lâm nhất bầy đầy linh ngọc nhị phẩm, còn hắn thì đang nhắm mắt tu luyện. Hoa tử diên ở đan điền lặng lẽ nở rộ, điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa. Trong người lâm nhất thỉnh thoáng vang lên tiếng nổ như nước sông cuộn trào, những luồng chân nguyên đáng sợ biến thành sóng to gió lớn, không ngừng di chuyển. Lâm nhất tập trung tinh thần, chín huyền mạch phát ngang trong người. Trên huyền mạch có linh văn dọc theo, phát ra linh quang trong suốt, tựa như những ngôi sao, tạo thành một tinh đồ minh mông. Đó là do Lâm nhất sử dụng lực lượng tuế nguyệt trộn lẫn với chân nguyên, vẽ thành bức tranh trưởng toái sơn hà trong cơ thể mình. Đây là một vũ khí hủy diệt, ngay cả khi đã lộ diện thì đối thủ cũng khó đề phòng. Tử Diên kiếm quyết càng lên cao càng cần nhiều tài nguyên để đột phá, rõ ràng chỉ còn cách một lần danh mỏng manh nhưng lại không thể chân chính đột phá tầng 9. Nhưng bấy nhiêu đã đủ rồi, với chân nguyên do kiếm quyết ngưng tụ, có lẽ đến cả bán bộ tử phủ cũng không thể gây áp lực quá lớn cho mình. Lâm Nhất nghĩ thầm, từ trước đến nay việc hắn tu luyện chẳng khác nào dẫm trên băng mỏng, vô cùng gian nan. So với Bạch Lê Hiên, căn cốt của hắn không đáng nhắc tới. So với đại hoàng tử, đối phương quyền cao chức trọng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. So với những nhân tài mới xuất hiện ở các tông môn khác, hắn chỉ là một tên kiếm nô đến từ nước Thiên Thủy xa xôi hẻo lánh. Nhưng nếu hắn đã đặt chân lên con đường này thì không có cơ hội rút lui, chỉ có thể dựa vào thanh kiếm trong tay tiến thẳng về trước, tuyệt không ngoảnh đầu. Nghĩ vậy, một ngày lặng lẽ trôi qua, Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt lập lè ánh sáng và tràn đầy sắc bén, đôi mắt đen lấy lấp lánh tựa sao trời. Huyền võ tầng 9 đỉnh phong ư. Cảm nhận được cảnh giới tăng lên, Lâm Nhất phát hiện thị lực của mình rõ ràng hơn, giác quan thứ sáu nhạy bén, có thể nghe rõ từng tiếng gió thổi cỏ lay. Hắn thậm chí còn có thể cảm ứng được sự chuyển động của côn trùng và kiến trong lùm cây ở phía xa chương 1345 có thể đến kịp hay không đều dựa vào người đấy. Cảnh giới của hắn vốn phải tăng lên từ lâu. Trong mật cảnh ma liên, hắn đã lên tới tầng 10 bảo điện, tạo nên một truyền thuyết, thu hoạch còn nhiều hơn những người khác cộng lại. Ngoài việc luyện hóa vô số yêu đan ma liên, hắn còn hấp thu và luyện hóa linh dược cực phẩm đan càn khôn âm dương, tích lũy một lượng kinh nghiệm dồi dào. Nếu không vì từ cắt huyền mạch, với những kinh nghiệm này hắn đã có thể đột phá huyền võ tầng 10 từ lâu. Nay hắn chăm chỉ tu luyện trong sơn mạch tịch diệt một tháng, còn luyện hóa hai viên yêu đan tử phủ, việc thăng lên huyền võ tầng 9 đỉnh phong chỉ như nước chảy thành sông thôi. Linh Ngọc đã hết, ba sợi tu vi bản nguyên mà Mai Hộ Pháp để lại trong cơ thể mình cũng có thể giúp mình đột phá khi cần. Lâm Nhất suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không sử dụng nó. Cứ coi nó là con át chủ bài đi, chắc mai hộ pháp cũng không muốn hắn luyện hóa tùy tiện đâu, vì bảo vệ tính mạng nên mới cho hắn ba sợi tu vi bản nguyên quý báu. Lâm Nhất đứng dậy giãn gần giãn cốt, sau đó quay mặt về phía núi rừng hét dài lên. Lộc cộc. Một lát sau, một bóng dáng đỏ như máu hóa thành tia chớp xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Có thể đến kịp hay không đều dựa vào ngươi đấy. Lâm Nhất nhếch môi cười, hắn rất tin tưởng vào ngựa huyết long, nay nó đã mạnh hơn xưa bây giờ dù để kiếm điêu của kiếm cắt so tốc độ với nó cũng sẽ bị bỏ lại rất xa. Huyết mạch chân long trong cơ thể nó đang dần thức tỉnh, giờ đã đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng. Chớp mắt hai ngày đã trôi qua. Hôm nay, lòng môn tranh tài ba năm một lần chính thức bắt đầu. Trời còn chưa sáng, quảng trường Long môn đã đầy ấp cả người, đầu đầu cũng chỉ nhìn thấy đầu người thần sách doanh được điều động toàn bộ để giữ trật tự dưới sự chỉ huy của Liễu Long Phi. Các quý tộc và tông tộc quyền thế ở đế đô lần lượt có mặt. Họ chậm rãi bước vào quảng trường Long Môn giữa muôn vàn hộ vệ và sự hâm mộ của rất nhiều võ giả. Sau đó bước lên chỗ ngồi dành cho khách quý đằng sau đài Long Môn, nơi đó có vị trí quan sát tuyệt vời, người thường không có tư cách đi lên. Đừng nói là ngồi, ngay cả tư cách đứng cũng không có nhưng hiển nhiên những người này không phải nhân vật chính người đại diện huyền thiên tông đến tham dự là công tử vân chân sau khi công tử lưu thương rời tông huyền thiên tông đã đặt hy vọng vào hắn ta không biết hắn ta có thể ngăn cản đại hoàng tử chiếm vị trí đầu hay không phải biết rằng trong long môn tranh tài đợt trước lưu thương đã đại diện huyền thiên tông giành hạng nhất đấy vị công tử đầu tiên trong long môn tranh tài vừa xuất hiện quảng trường lập tức trở nên náo loạn rất nhiều người chen lấn nhau để được tận mắt nhìn thấy phong thái của công tử. Người của Vân Tiêu Kiếm Các cũng đã đến, chàng thanh niên mặc đồ đen kia có phải công tử giả dạ không? Chương 1346 người của hoàng thất đến. Chính là hắn, người bên cạnh hắn là sư đệ Lạc Sư Hàng, hắn ta cũng là một trong năm người đứng đầu bảng Tân Tú, nghe nói hắn ta rất am hiểu cực quang kiếm pháp, chỉ đứng sau công tử giả dạ trong Vân Tiêu Kiếm Các. Vân Tiêu Kiếm Các không thuộc tứ đại tông môn siêu nhiên của đế quốc, nhưng nhờ tên tuổi của công tử giả, họ cũng rất nổi tiếng ở đế quốc đại tần. Trong những năm gần đây, họ đã sắp bắt kịp tứ đại tông môn siêu nhiên. Đặc biệt là Long Môn tranh tài đợt trước, vì Hân Tuyệt không tham gia, không giành được danh hiệu công tử nên Lăng Tiêu Kiếm Các đã bị rất nhiều người đem ra so sánh với Vân Tiêu Kiếm Các. Người của hỗn nguyên môn cũng đến rồi đó là công tử nham tâm phải không, thiếu niên bên cạnh hắn ta chắc chắn là tả vân. Tả vân này cũng là một thiên tài, chỉ đứng sau nhân tài mới xuất hiện tư tuyết y và bạch lê hiên trên bảng tân tú. Hi hi, nhắc tới tư tuyết y, hình như người của Ma Nguyệt Sơn Trang cũng đã đến rồi. Khác với những tông môn khác, có vẻ như Ma Nguyệt Sơn Trang có đặc quyền, trưởng lão và đệ tử tông môn đi lâu thuyền bay qua trên đầu mọi người. Xung quanh quảng trường Long Môn là khu vực cấm bay. Nhưng thần sách doanh không quan tâm, hiển nhiên họ chấp nhận đặc quyền của Ma Nguyệt Sơn Trang. Người của Tần Thiên Học phủ đến rồi. Các đại tông môn lần lượt xuất hiện khiến những võ giả đứng gần đó vô cùng kích động, bầu không khí của Long Môn tranh tài càng thêm náo nhiệt. Người của Lăng Tiêu Kiếm Các xuất hiện. Ở đâu? Ở đâu thế? Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên lên tiếng vô số tầm mắt vội vàng tìm kiếm. Ở cổng Bắc, đệ tử kiếm các đi theo sau trưởng lão lần lượt bước vào quảng trường Long Môn. Các võ giả trên quảng trường và lầu các gần đó đều nheo mắt nhìn kỹ. Bạch Lê Hiên, Diệp Phong, Hân Nhiên, không có lâm nhất. Xem ra tin đồn là sự thật. Người của lăng tiêu kiếm các đã đến, nhưng mọi người lại không tìm thấy bóng dáng lâm nhất. Nhất thời có người vui vẻ, có người buồn bã, việc Lâm Nhất có tham gia long môn tranh tài hay không là một vụ cá cược hấp dẫn vô số người. Thậm chí có rất nhiều người đã cược toàn bộ tài sản của mình. Nhưng sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị phân tán. Người của Hoàng thất đến. Cổng chính quảng trường Long Môn mở lớn, một đoàn người cưỡi những con ngựa oai vệ tiến vào, sau đó xuống ngựa, đi về phía bậc thang được lát ngọc trắng tử thanh, mục đích thẳng đến ngai vàng tử thanh cao quý và sang trọng kia. Người đi đầu mặc mãng bào tử trảo, khí thế bệ vệ, dáng dấp một người trung niên. Khi ông ta xuất hiện, quảng trường Long Môn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Đó là vua Tần Lạc Thành của đế quốc Đại Tần, sau lưng ông ta là Tần Vũ và công chúa Phượng Hoa, hai người đi song song nhau theo sau. Chương 1347 Đa tạ Tần Vương. Đoàn người dài không thấy đuôi, ba người có phong độ bất phàm, toát lên khí thế của bậc đế vương khiến người ta không dám nhìn thẳng bởi vì họ chính là chủ nhân của đế quốc này nắm trong tay tính mạng của nghìn vạn người sự oai nghiêm bẩm sinh khiến người ta khó chống cự được nhưng khi thấy công chúa phượng hoa và tần vũ đứng song song với nhau hình ảnh này khá kỳ lạ trong mắt những người thông minh thứ tự này chứng tỏ hai người có cùng địa vị trong mắt tần vương cả hai đều có tư cách trở thành người kế thừa ngôi vua của đế quốc đại tần suy đoán này hoàn toàn không phải không có căn cứ trong sự kiện quan trọng hôm nay, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cả đế quốc đều đang dõi theo. Nếu Tần Vương thật sự muốn Tần Vũ trở thành người thừa kế duy nhất, ông ta đã không để công chúa Phượng Hoa đi song song với Tần Vũ, cướp sự nổi bật của hắn ta. Bái kiến Tần Vương. Các trưởng lão đại diện tứ đại tông môn trên bục khách quý và các đệ tử đồng loạt đứng dậy thi lễ. Mặc dù tứ đại tông môn tách biệt với đế quốc, nhưng khi chân chính đối mặt với vua của đế quốc này, việc tỏ ra lịch sự chắc chắn không thể thiếu. Ngồi đi." Tần Vương đưa tay ra, trên khuôn mặt oai nghiêm hiện lên ý cười. "Đa tạ Tần Vương." Mọi người đáp lễ, đợi công chúa và Tần Vũ ngồi xuống mới ngồi xuống sau. "Long Môn tranh tài là sự kiện diễn ra 3 năm một lần của đế quốc Đại Tần chúng ta. Thể lệ vẫn không thay đổi, những nhân tài kiệt xuất dưới 25 tuổi có tu vi Huyền Võ tầng 8, không giới hạn đến từ tông môn nào, tất cả đều có thể đăng ký. Nếu các vị ở đây có hứng thú thì có thể đăng ký dự thi trong vòng một nén hương, sau một nén hương việc đăng ký sẽ kết thúc. Đây không phải lần đầu tiên Tần Vương chủ trì Long môn tranh tài nên trông ông ta rất bình tĩnh, không quá phấn khích hay dài dòng, vừa ngồi xuống liền tuyên bố bắt đầu đăng ký dự thi. Veo. Một vài người lần lượt xuất hiện trên tám chiến đài Long môn bình thường chuẩn bị sẵn thẻ tên để đăng ký dự thi. Cách đó không xa, có người bước tới Tháp Hương. Thể lệ của Long môn tranh tài khá đơn giản, có tổng cộng 2 vòng. Vòng 1 là vòng loại, các ứng viên được chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm có 4 suất vào vòng tiếp theo. Ở vòng 2, 36 người được chọn ở vòng 1 sẽ tranh giành danh hiệu bát công tử. Ngưỡng cửa Long môn tranh tài phải nói là rất cao chỉ những người dưới 25 tuổi đạt đến huyền võ tầng 8 mới đủ tư cách tham gia. Ngay cả tứ đại tông môn siêu nhiên, số người đủ điều kiện cũng không quá nhiều. Nhưng đại tần có 100 quận, dân số mấy trăm triệu người, võ giả nhiều vô số kể. chương 1348 thật sự là lâm nhất. Số lượng người đủ điều kiện tham gia không nhiều nhưng cũng không hề ít. Tần Vương vừa dứt lời đã có khá nhiều người lục tục đi lên bục đăng ký dự thi nếu không nhờ có một số người tự hiểu lấy mình, biết rằng dù có lên đài cũng không qua nổi vòng một. Có lẽ số lượng người đăng ký sẽ còn nhiều hơn nữa. Khói xanh chậm chậm bốc lên, thời gian một nén hương không dài, nhưng dùng để đăng ký dự thi thì dư giả. Khi nén hương cháy còn một nửa, số người đứng trên bục đăng ký đã ít dần. Khi thấy nén hương này sắp cháy hết, người của kiếm các bắt đầu lo lắng, thỉnh thoảng nhìn xung quanh quảng trường. Các tông môn còn lại thấy vậy đều hiểu, chắc là lăng tiêu kiếm các có ai đó gặp bất chắc. Bạch Lê Hiên và Diệp Phong đều có mặt, rất có thể người gặp bất chắc là lâm nhất. Khi các tông môn khác đang hả hê, Tần Vũ đột nhiên lên tiếng, Phụ Vương, con thấy hình như lăng tiêu kiếm các gặp chút phiền phức, hay là chúng ta kéo dài thời gian đăng ký thêm nửa canh giờ đi ạ? À? Tần Vương đưa mắt nhìn về phía Lạc Phong trưởng lão, hỏi, Lạc trưởng lão, ông nghĩ sao? Lạc Phong nghiêm túc ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp Tần Vũ đang cười như không cười nhìn mình, lạnh giọng trả lời, đại hoàng tử thật tốt bụng, hương còn chưa cháy hết, người đã vội vàng yêu cầu kéo dài thêm nửa canh giờ, không biết là có ý đồ gì. Cả thiên hạ đều biết ta có ý đồ gì mà. Tần Vũ khịt mũi, vẻ khinh thường thoáng qua trong mắt, cười nhạo, nếu hắn thật sự muốn tham gia, kéo dài thêm nửa canh giờ cho hắn thì có sao. Chắc hắn đã sợ vỡ mật, căn bản không có ý định đến, hắn chỉ là một thằng hề thôi. Mọi người đều không ngờ Tần Vũ lại thể hiện sự thù hằn của mình dành cho Lâm Nhất rõ ràng như thế. Dù không nêu tên, nhưng cả quảng trường Long Môn đều biết người trong miệng hắn ta là ai. Ngoại trừ Lâm Nhất, người đã cướp Tân Nương ngay trước mặt hắn ta trong hôn lễ, thì còn ai? Vẻ khinh thường và diếu cợt trong mắt Tần Vũ đã chọc giận nhóm người lăng tiêu kiếm các, vẻ mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Nhưng lúc này Lâm Nhất thật sự không đến, thời gian đăng ký sắp hết mà hắn vẫn chưa xuất hiện, có lẽ hắn sẽ không đến thật. Bất kể nguyên nhân là gì, kết quả đều như thế. Nhóm người kiếm các muốn phản bác nhưng lại không thể nói giúp Lâm Nhất. Chắc sẽ phụ lòng tốt của ngươi, không cần kéo dài thời gian nữa, hắn đã đến. Đúng lúc này, công chúa Phượng Hoa im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Nhóm người kiếm các lập tức biến sắc quay đầu lại nhìn. Ở cổng vào, một người đeo hộp đựng kiếm, cưỡi ngựa huyết long đi vào dưới ánh nắng mặt trời. Lâm nhất. Thật sự là lâm nhất. Mấy vạn võ giả trên quảng trường Long Môn lập tức sôi trào. Người mà đại hoàng tử tuyên bố chỉ cần dám tham gia Long Môn tranh tài sẽ khiến hắn sống không bằng chết, thật sự đã xuất hiện. Trong mắt tần vũ thoáng hiện kinh ngạc, nhưng vẻ mặt hắn ta lập tức trở nên nham hiểm nụ cười tàn nhẫn trên mặt hắn ta khiến người ta bỗng dưng dùng mình. Trường 1349 nhìn khắp thiên hạ, chỉ có Lâm Nhất. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Nhất chắc chắn sẽ vắng mặt thì hắn đột một xuất hiện. Toàn bộ quảng trường Long Môn lập tức sụp sôi, từng ánh mắt lần lượt đổ dồn vào hắn. Nói là hàng vạn người cùng chú ý cũng không hề quá chút nào. Cảnh tượng này cực kỳ hiếm gặp trong các cuộc thi Long Môn tranh tài trước đây. Nếu là trước đây, một thiên kiêu huyền võ tầng thứ 9 dù có tài giỏi cỡ nào cũng sẽ không trở thành tâm điểm chú ý, bởi vì tu vi huyền võ tầng thứ 9 đã định rằng hắn ta sẽ không có được vị trí trong tám công tử. Càng không nói đến vị trí đầu bảng trong danh sách ngạo thế quần hùng. Bắt mắt và trói mắt nhất luôn là yêu nghiệt đủ tư cách tranh giành vị trí cao nhất, lẽ ra phải là công tử phi vũ tần vũ mới đúng. Nhưng hiện tại, long môn tranh tài còn chưa chính thức khai mạc, thiếu niên này đã giành được nhiều sự chú ý hơn so với Tần Vũ. Dựa vào đâu? Chỉ dựa vào hai chữ Lâm Nhất, chỉ dựa vào thiếu niên này họ Lâm, tên Nhất. Hắn là nhân vật không ai sánh bằng trong Đại Tần Đế Quốc, hắn là người đứng đầu trong cuộc chiến đồng minh của Kiếm Các, hắn khiến chuông cổ nghìn năm Phượng Linh Vân Tiêu phải rung lên. Hắn giành lấy uy danh cho Kiếm Các trong tiệc sinh nhật công chúa, lấy một địch ba, một kiếm thành danh. Trong mật cảnh Ma Liên, Hắn leo lên tầng 10 tạo nên truyền thuyết, khiến vùng hoang nguyên có tuyết rơi. Hắn dám mạo hiểm phạm phải đại kỵ lớn bằng trời, dưới cơn giận dữ hắn đã rút kiếm trong buổi hôn lễ của đại hoàng tử. Hắn là lâm nhất của kiếm các. Chỉ trong một năm ngắn ngủi nhưng không ai không biết đến cái tên này, cái tên lâm nhất đã nổi danh khắp trăm quận. Trên dưới đại tần ai cũng biết đến, dù là Bạch Lê Hiên đã đạt được thánh thể hay là yêu nghiệt tuyệt thế tư tuyết y của Ma Nguyệt Sơn Trang thì cũng không nổi tiếng bằng hắn. Có quá nhiều truyền kỳ trong cuộc đời của hắn. Hắn vốn chỉ là một kiếm nô hèn mọn, nhưng tới bây giờ, hắn đã dám tranh giành với đại hoàng tử Tần Vũ. Dám hỏi ở đại tần đế quốc này, trong thế hệ trẻ có ai dám thách thức đại hoàng tử Tần Vũ? Dù là những công tử khác cũng không dám công khai tranh giành với hắn ta. Nhìn khắp thiên hạ, chỉ có lâm nhất một thiếu niên nổi bật thế này sự xuất hiện của hắn sao có thể không khiến long môn sụp sôi mẹ kiếp ta biết ngay lâm nhất nhất định sẽ đến mà hắn ta dám một người một kiếm đối đầu với thần sách doanh thì sao có thể là người nhát gan yếu đuối được ha 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 cuối cùng cũng đến không uổng công ta đặt hết gia sản vào hắn hi hi sợ là ta sắp táng ra bại sản rồi nhưng cũng đáng nếu Long Môn tranh tài thiếu lâm nhất thì cảm giác không được trọn vẹn lắm. Nghe đệ tử kiếm các nói tu vi của Lâm Nhất đã khôi phục đến huyền võ tầng thứ 9 rồi, tuy khoảng cách giữa hắn với người trong bảng tân tú khá xa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, hắn vẫn có hy vọng giành được vị trí công tử cuối cùng đấy. He he, vậy chúng ta cùng chờ xem. Chương 1350 còn chưa lên tiếng thì ngươi đã mất mạng rồi. Trong lòng mọi người kích động trong lời nói cũng tỏ rõ sự háo hức. Ngay cả những người thua cuộc sau khi thở dài cũng trở nên phấn khích. Không chỉ khán giả trên sân mà các cao thủ cấp bậc công tử của nhiều tông môn trên hàng ghế khách quý cũng đều nhìn Lâm Nhất đang đi về phía đài báo danh với vẻ vô cùng thích thú. Công tử Nham Tâm của Hỗn Nguyên môn nhíu mày, người này chính là Lâm Nhất. Ba đệ tử cốt cán của Hỗn Nguyên môn ta đều chết trong tay hắn ở mật cảnh Ma Liên. Đúng, chính là hắn. Văn ngạn bác nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chầm chầm lâm nhất. Tự đến tìm chết mà thôi. Công tử nham tâm hờ hững liếc nhìn, không nói gì thêm. Yêu nghiệt tài năng xuất chúng chiến đấu vượt cấp chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước hàng ngày. Huyền võ tầng thứ 9 đánh bại huyền võ tầng thứ 10, thậm chí đánh bại bán bộ tử phủ cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu đối thủ cũng là một yêu nghiệt thiên tài, dù khoảng cách nhỏ nhất cũng sẽ trở thành một sơ hở chí mạng. Chưa kể tranh lệch tu vi còn lớn đến thế này. Quyền võ hậu kỳ, một tầng tu vi là một trùng thiên, hai đại thiên kiêu đối đầu có cùng tư chất mộ tính, nếu không gặp được cơ hội đặc biệt thì thực sự chỉ là tự tìm ngược, không có khả năng trở mình. Không chỉ công tử nham tâm mà những cao thủ khác hầu hết đều có suy nghĩ tương tự. Trong mắt bọn họ, lâm nhất không nên xuất hiện dù làm một con rùa rụt cổ, bị tần vũ làm nhục trước mặt mọi người còn hơn tự tới tìm chết. Ánh mắt lạc sư hàng của vân tiêu kiếm các lãnh đạm, khóe miệng hắn ta cũng cong lên thành một nụ cười diễu cợt, không ngờ lâm nhất thật sự dám tới. Tốt nhất là được phân vào một nhóm với hắn ta, để hắn ta có thể kết liễu lâm nhất trước. Công tử dạ ở bên cạnh trầm ngâm, người này chính là người đã đánh bại đệ ở lăng tiêu kiếm các. Lạc sư hàng không cam lòng, khi đó ta bị hắn tính kế, rõ ràng tiểu tử này chỉ có tu vi Huyền Võ tầng thứ 9 nhưng lại lừa ta là Huyền Võ tầng thứ 8. Nếu không, ta đấu với hắn bằng tu vi đỉnh phong khẳng định sẽ dễ dàng chiến thắng được hắn. Không cần để ý, đắc tội bao nhiêu người mà vẫn dám tới, có lẽ hắn vẫn chưa biết sự tàn khốc của Long môn tranh tài. Công tử giả dạ ở bên cạnh toàn thân toát lên kiếm ý sắc bén, hắn ta lãnh đạm nói: Long môn tranh tài chỉ cần hô một tiếng nhận thua là có thể từ bỏ cuộc thi. Nhưng cao thủ thật sự nếu muốn giết ngươi thì sao có thể cho ngươi cơ hội hô nhận thua? Còn chưa lên tiếng thì ngươi đã mất mạng rồi. Hàng năm trong long môn tranh tài đều có thiên kiêu của tông môn thiệt mạng, đây đã không còn là chuyện hiếm thấy nữa. Ở đây có rất nhiều người đạt được yêu cầu nhưng không đăng ký, đó là vì họ là ngại điều này. Sau khi Lâm Nhất lấy được thẻ tên thì một nén nhang đã cháy hết, hết giờ đăng ký. Trường 1351 sắp bắt đầu rồi. Tiếp theo là phân nhóm. Có tổng cộng 8 nhóm, mỗi nhóm có 4 người đủ điều kiện vào vòng sau, còn làm sao để được vào vòng sau thì quy tắc rất đơn giản. Dù một nhóm có bao nhiêu người, cứ hai người luân phiên giao đấu cho đến khi chỉ còn lại 4 người cuối cùng, thua một trận là bị loại luôn. Chẳng mấy chốc đã có kết quả phân nhóm, không biết là vô tình hay cố ý, bảy công tử đều được phân vào các nhóm khác nhau những thiên kiêu trong bảng tân tú khác như Bạch Lê Hiên, Tư Tuyết Y cũng không được xếp vào một nhóm. Cũng chẳng có gì bất ngờ, dù sao những người này đều có thể coi là tuyển thủ hạt giống, nếu gặp nhau sớm rồi bị loại thì thật đáng tiếc. Tám nhóm Lạc sư hàng của Vân Tiêu kiếm các nhướng mày, hắn ta phát hiện trong danh sách tám nhóm không có tên của công tử. Trong tám công tử có lưu thương bỏ quyền tham gia, như vậy chắc chắn sẽ có một tổ không có cao thủ cấp công tử. Đáy mắt Lạc Dư Hàng thoáng nét vui mừng, như vậy xem ra, hắn ta chắc chắn sẽ được tham gia vào vòng kế tiếp mà không có gì bất ngờ. Khi hắn ta tiếp tục nhìn xuống phía dưới liền thấy được một cái tên quen thuộc lọt vào tầm mắt. Lâm nhất, lâm nhất của lăng tiêu kiếm các. Công tử dạ hờ hững liếc mắt nhìn một cái rồi cười nói, vậy là như ý nguyện của ngươi rồi, Người này thực sự được phân vào chung một tổ với ngươi. Hay lắm, cứ để cho thằng nhóc này trở thành viên đá lót chân cho ngươi đi, trà đạp chút huy phong của Lăng Tiêu kiếm các. Danh hiệu đệ nhất kiếm tông ở đế quốc Đại Tần nên nhường lại cho Vân Tiêu kiếm các của chúng ta từ lâu rồi. Trưởng lão của Vân Tiêu kiếm các nhìn danh sách chia tổ này, sắc mặt đều cực kỳ âm hiểm nói. Ân oán của hai đại kiếm các đã tồn tại từ lâu chẳng qua khoảng cách quá xa nên ngày thường gần như chẳng xảy ra va chạm. Nhưng đến với võ đài của Long Môn tranh tài này, khó tránh được việc đào lại chuyện xưa. Dù gì, có nằm mơ thì Vân Tiêu Kiếm Các cũng mong lấy lại được danh hiệu đệ nhất kiếm tông này. Vẫn còn may, không gặp phải Tần Vũ ngay vòng đầu tiên. Ở bên khác, Lạc Phong sau khi nhìn thấy danh sách chia tổ của Lâm Nhất thì bật cười, chẳng qua ngay sau đó lại thở dài, kỳ thực, người không nên đến nhưng ta rốt cuộc vẫn đến rồi. Lâm Nhất cười cười, nhìn thẳng Lạc Phong bình tĩnh nói. Lạc Phong nhìn nụ cười trên gương mặt thiếu niên mà ngẩn ra, hình như trên người thiếu niên này nhiều thêm thứ gì đó. Thấp thoáng lại khiến ông ấy nhìn không thấu. Hồng hộc. Nhưng ông ấy chưa kịp cất lời hỏi, giữa không trung liền xuất hiện mấy vị lão giả, mỗi người đều từ từ đáp xuống trên tám chiến đài. Tám vị lão giả, tất cả đều là cao thủ cảnh giới tử phủ. Không hề nghi ngờ, đây chính là tám trọng tài của Long môn tranh tài lần này. Sắp bắt đầu rồi. Chương 1352 Lạc Dư Hàng. Trên quảng trường Long môn đông nghìn nghịt khán giả, tinh thần mọi người bỗng tập trung hẳn lên, ánh mắt đều hướng về phía tám chiến đài. Thần sắc trên mặt trưởng lão các tông cũng đều nghiêm nghị hẳn lên. Long môn tranh tài chính là võ đài tranh đấu của các nhân tài xuất sắc, cũng chính là chiến trường so tài giữa các tông môn với nhau thể hiện sự kỳ vọng vô cùng lớn với đệ tử của tông môn mình. Tổ thứ nhất, công tử Nham Tâm và Vương Vũ. Tổ thứ hai, công tử Vân Trân và Hà Vân Tiêu. Tổ thứ ba, Bạch Lê Hiên và Lưu Minh. Lão giả trên các chiến đài lớn đều cầm cuốn danh sách sau đó lần lượt đọc tên những người thi đấu. Giọng nói như tiếng chuông ngân, vang vọng khắp mọi ngõ ngách trên quảng trường Long Môn, mỗi một người ở đây đều có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng. Người đầu tiên lên đài, không phải là công tử thì cũng là những yêu nghiệt xuất sắc tầm cỡ Bạch Lê Hiên. Rất rõ ràng là bọn họ đã cố ý sắp xếp như vậy, mục đích là khiến cho bầu không khí trong trận khai mạc trở nên nóng hơn. Xoạt xoạt xoạt. Ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng chuyển động, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía tổ trọng tài thứ 8. He he, mấy chiến đài đầu tiên đều là những người có danh tiếng hiển hách, không biết ở chiến đài thứ 8 Lâm Nhất có được xuất hiện trong trận đấu khai mạc không. Tổ thứ 8 không có cao thủ cấp công tử, nếu nói đến người có danh tiếng hiển hách thì Lâm Nhất cũng là một trong số đó. Nhìn mà coi. Trên chiến đài thứ 8, ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về đây, trong lòng vị trọng tài này hiểu rõ. Nhưng ông ta lại cứ muốn hưởng thụ giờ phút này cho nên chỉ thấy ông ta cầm cuốn danh sách lên cười nói, "Tổ thứ 8, Lâm Nhất và Lạc Dư Hàng." Lạc Sư Hàng Lâm Nhất Lâm Nhất và Lạc Sư Hàng nghe đến tên đối thủ của mình thì đều thoáng ngẩn ra. Rõ ràng, trận khai mạc này đã khiến cả hai đều bất ngờ. Thú vị! Trận khai mạc đã phải lên đài khiến Lạc Sư Hàng vô cùng bất ngờ, hơn nữa đối thủ lại là Lâm Nhất. Long môn tranh tài 3 năm một lần, võ đài đẳng cấp này mang đến vinh quang vạn trượng. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, có thể bước chân vào trận khai mạc rõ ràng là một niềm vinh dự đặc biệt to lớn. Nếu có thể bộc lộ tài năng của mình thì sẽ lập tức thành danh chỉ sau một trận đấu, khiến danh tiếng của mình vang xa khắp lãnh thổ của đế quốc Đại Tần. Quan trọng nhất, đối thủ của hắn ta chính là Lâm Nhất, người đang là tiêu điểm của hiện tượng nhân tài mới nổi trong thời gian gần đây. Mức độ được quan tâm của cuộc chiến này e là vượt xa so với những chiến đài khác. Vận may không tệ nghĩ cái gì thì cái đó đến luôn. chương 1353 bắt đầu rồi sao? Hân nhiên, Lý Vội ưu, Lạc Phong, Trần Huyền Quân, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về bóng lưng của Lâm Nhất. Không ít người đều thoáng vẻ lo lắng trong đáy mắt, Lâm Nhất có thể chiến thắng Lạc Dư Hàng không? Đợi ngươi lâu lắm rồi, lề mề thế là sợ phải giao đấu với ta sao? Trên mặt Lạc Dư Hàng xuất hiện ý cười lạnh lùng đầy vẻ tàn nhẫn, hắn ta đã đợi giờ phút này rất lâu rồi đợi một cơ hội đường đường chính chính dùng tu vi đỉnh phong để nghiền nát đối phương ta thực ra khá bất ngờ không ngờ là ngươi sẽ đến nếu như đổi lại là ta thực sự ta sẽ không làm như vậy dù gì nếu bị loại ngay trận đấu đầu tiên thì cũng hơi bị mất thể diện một chút vẻ mặt lạc dư hàng lạnh nhạt hờ hững nói bắt đầu rồi sao không thèm để ý lạc dư hàng Lâm Nhất quay đầu lại nhìn Hân Nhiên Sư Tỷ, lại nhìn sang công chúa Phượng Hoa bên cạnh ngai vàng tử thanh, tầm mắt cuối cùng chạm lên ngón út của mình. Ở đó có một sợi tơ xanh quấn quanh thành vòng. Bên trong đầu, rất nhiều hình ảnh đang trượt qua, chuyện cũ rõ mồn một hiện ra trước mắt. Thiếu niên đến từ thiên thủy quốc, gánh chịu thân phận kiếm nô. Từng bước đi đến ngày hôm nay, trải qua sinh tử, hứng chịu mọi ánh mắt ghẻ lạnh và chế diễu, nhưng cuối cùng vẫn đứng ở trên võ đài long môn tranh tài này. Dùng kiếm của hân tuyệt đại ca ứng chiến với anh tài bốn phương, vì hân nghiên sư tỷ giành lấy danh hiệu. Quỳnh Bỗng nhiên, trên chiến đài thứ năm phát ra tiếng nổ đinh tai. Là đại hoàng tử Tần Vũ, hắn ta chỉ dùng một trưởng mà như có biển lửa vô tận tràn ra. Đối thủ hoàn toàn không kịp phản ứng lại đã bị nện cho ngũ tảng vỡ nát, cả người bay thẳng xuống dưới đài trên dưới khắp người, từ trong ra ngoài đều phải hứng chịu ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Sau khi ngã xuống, người nọ không ngừng lăn lộn trên đất, đau đến mức cả người co giật. Ngũ quan trên mặt vặn vẹo, sợ là kinh mạch khắp người đã bị thiêu hủy hết rồi. Cuộc chiến vô cùng thê thảm, khiến người nhìn mà kinh hồn bạt vía. Trên chiến đài, đại hoàng tử Tần Vũ đứng thẳng lưng, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Rõ ràng, từ sau trận sóng gió của buổi hôn lễ, hắn ta đã phải kiềm nén rất lâu rồi. Luôn muốn tìm một cơ hội để phát tiết, thật không may, đối thủ của hắn ta còn chẳng có cơ hội để xin nhận thua. Một trường mạnh mẽ bá đạo cũng là để Tần Vũ tìm được cảm giác tồn tại cho mình. Hắn ta muốn nói cho tất cả mọi người có mặt tại đây rằng, Lưu Thương bỏ quyền tham gia, thì trong long môn tranh tài này, Tần Vũ hắn mới là nhân vật chính. Yên tâm, người không có cơ hội để giao đấu với hắn ta đâu. Thấy Lâm Nhất thoáng phân tâm, Lạc sư Hàng cho rằng hắn đang để ý đến tần vũ trên chiến đài thứ năm. Lời vừa dứt, cơ thể hắn ta lên bắn ra luồng khí thức bá đạo vô cùng, kiếm thế mạnh mẽ điện cuồng giết gào trên người. Âm, um, uhm, chương 1354 kiếm vừa xuất ra, quang mang rực rỡ trói mắt. Thanh kiếm đặt ngang trước người, năm ngón tay Lạc sư Hàng nắm chặt đốc kiếm, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo kiếm thế cuồng bạo không ngừng tăng lên, từng cơn cuồng phong giết gào không ngừng. Âm thanh chói tai mà bén nhọn, khí thế của hắn ta dường như tăng lên mức đỉnh phong chỉ trong thoáng chốc. Mạnh quá! Khán giả ở cách đó khá xa đều có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo và bén nhọn của luồng kiếm thế này, khiến bọn họ run sợ không thôi. Chỉ nắm chặt đốc kiếm mà khí thế của Lạc Dư Hàng đã đạt đến mức độ kinh người như vậy rất nhiều người đã cảm thấy vô cùng căng thẳng lạc sư hàng này sợ là định tốc chiến tốc thắng lấy tu vi bản thân để nghiền nát lâm nhất không cho hắn chút cơ hội nào nữa trước khi ta rút kiếm ngươi vẫn có cơ hội để nhận thua nếu không đợi ta rút kiếm thì thần tiên cũng không cứu được ngươi vẻ mặt lạc sư hàng lạnh lùng bỗng nhiên quát lên một tiếng trong mắt bắn ra sát ý lạnh băng khí tức trên chiến đài bỗng trở nên rét lạnh tốc chiến tốc thắng à? Vừa hợp ý ta. Vẻ mặt lâm nhất bình tĩnh, tâm niệm thoáng chuyển, đóa tử diên hoa kết tinh từ băng nơi đan điền âm thầm nở rộ. Chân nguyên sao động, trong chín sợi huyền mạch đồng thời tràn ra luồng sức mạnh ảo ạt, giống như con mãnh thú đang say ngủ dần dần thức tỉnh. Khí thế trên người hắn cũng bắt đầu sôi sục. Ra tay đi, hãy quý trọng cơ hội được rút kiếm cuối cùng của ngươi trên thế giới này. Vẻ mặt lâm nhất bình tĩnh, hờ hững đáp lại. Giọng nói không lớn nhưng lại mang vẻ khẳng định không cho phép người ta nghi ngờ, sự tự tin ở mức độ này khiến rất nhiều người phải giật mình ngạc nhiên. Đối diện với Lạc Dư Hàng, Lâm Nhất vì sao lại có thể rừng dưng như thế? Át chủ bài của hắn đã bị lộ hết rồi, quyền mạch mới khôi phục, cảnh giới cũng chẳng bằng đối phương. Cuộc chiến trên những chiến đài khác cũng dần đi đến hồi kết, không hề nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người đẳng cấp công tử cỡ tần vũ nếu không dễ dàng nghiền nát đối phương thì cũng là do đối phương bước lên đài nhận thua. Chớp mắt, dường như ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều đồ dồn về phía chiến đài thứ 8. Trong 8 tổ chiến đấu, không có tổ nào hấp dẫn hơn tổ này. Ngược lại bản tính vẫn không đổi được, vẫn ngông cuồng như trước. Trên mặt lạc sư hàng lộ ra ý cười lạnh lùng, tuốt kiếm khỏi vỏ. Âm! Uhm kiếm rút được nửa tấc, một luồng kiếm quang bắn ra từ dưới chân của hắn ta, phảng phất như cả người hắn ta đã biến thành luồng kiếm quang. Trên chiến đài bỗng tối om, ngoại trừ kiếm quang bao trùm trên người hắn ta ra thì không gian nơi khác bao gồm cả lâm nhất đều trở nên tối tăm dưới luồng kiếm quang của một kiếm này. Kiếm vừa xuất ra, quang mang rực rỡ trói mắt. Không có hiện tượng là hoa mỹ nào, không có tư thế múa kiếm xuất thần nào, chỉ có một luồng kiếm quang thuần túy chương 1355 kiếm thế thủy nguyệt. Vào giây phút khi kiếm thân được hoàn toàn rút ra khỏi vỏ, một cảnh thượng kỳ lạ xuất hiện, trên chiến đài bỗng nhiên tối om như màn đêm. Trước đó còn có ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, bỗng nhiên biến mất. Chuyện gì vậy? Đây hẳn là cực quang kiếm pháp của vân tiêu kiếm các, tranh tối tranh sáng, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị được. Có thể luyện được cực quang kiếm pháp đến cảnh giới này, thì triển ra một cách tinh vi và kỳ diệu như thế, lạc sư hàng này quả thực không đơn giản. Nghe nói kiếm pháp này cực kỳ khó luyện, có thể đạt đến tiểu thành đã cực kỳ hiếm. Trong vân tiêu kiếm các, rất nhiều trưởng lão tử phủ đều không thể nắm được sự kỳ diệu trong đó. Lạc sư hàng vừa mới ra tay đã khiến rất nhiều người trong quảng trường Long Môn phải thoát mồ hôi hộ cho lâm nhất. Được xếp vào hàng thứ năm trong bảng Tân Tú. Lạc Dư Hàng quả thực không hổ với cái danh này. Giao Trên chiến đài một mảnh tối om, bỗng nhiên quang mang lan ra. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người phát hiện, Lạc Dư Hàng đã bất ngờ xuất hiện ở ngay trước mặt lâm nhất. Một kiếm đâm thẳng về phía mi tâm giữa hai đầu lông mày. Tốc độ nhanh như ánh sáng, kiếm như kinh hồng, giống một tia sét đánh ngang trời. Rất nhiều người thầm kinh hãi trong lòng, với khoảng cách gần như vậy, kiếm mang trực diện thế này, sợ là hai mắt sẽ mù mất thôi. Nhưng Lâm Nhất vẫn đứng yên khi lưới kiếm đã gần chạm đến người hắn, thậm chí hắn còn chưa từng mở mắt ra. Lâm Nhất này muốn làm gì? Rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu vì hành động nhắm mắt không cử động của Lâm Nhất. Tốc độ của kiếm này nhanh như vậy, cho dù có dốc hết sức để tránh thì cũng chưa chắc đã tránh được. Nhắm mắt không cử động, trong mắt của tất cả mọi người, đây dường như là hành vi chờ chết. Muốn chết sao? Vậy ta tác thành cho ngươi. Lạc sư hàng xa sầm mặt, sát ý trong đáy mắt lóe lên lập lè, chân nguyên khắp người rót cả vào trong thân kiếm. Kiếm thế mênh mông, ngưng tụ tại một điểm ở đầu mũi kiếm, điểm sáng này bỗng trở nên cực kỳ trói mắt như một ngôi sao sáng. Nhưng bỗng nhiên, trên người lâm nhất bung ra một luồng kiếm thế kỳ diệu, hắn giống như trở nên mờ ảo, lơ lửng. Kiếm thế thủy nguyệt. Kiếm thế từng đợt từng đợt phát tán ra từ trên người hắn, rõ ràng không hề cử động nhưng lâm nhất lại giống như dòng nước đang chảy, hơi nước mờ ảo, mơ hồ mà hư ảo. Ra vẻ huyền bí. Lạc sư hàng lạnh lùng hư một tiếng, không tin lâm nhất thực sự có thể làm được cho gì. Đối diện với sức mạnh tuyệt đối thì tất cả hư ảo đều chỉ là chống cự vô ích. Xoẹt 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 chương 1356 nhưng 3 năm quả thực quá dài. Trong lúc ánh sáng và bóng tối chuyển đổi, Lạc Sư Hàng liên tiếp đâm ra hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều tựa như kinh hồng, có khí thế như chấp giật sấm rền. Nhưng vào giây phút khi Lạc Dư Hàng bước vào trong kiếm thế thủy nguyệt, bất luận là kiếm của hắn ta nhanh cỡ nào, cho dù lâm nhất nhắm chặt hai mắt, cũng đều có thể cảm nhận được quỹ đạo của mỗi một kiếm vạch ra trong không chung. Hắn cử động. Chỉ một bước cơ thể giống như nước mực thủy mặc đen tuyền bỗng nhiên tản ra dưới tốc độ kiếm quang nhanh như kinh hồng cơ thể hắn linh hoạt lúc ẩn lúc hiện lưu lại từng đạo tàn ảnh so với kiếm thế cuồng bạo như mưa bão hắn trông có vẻ nhàn tản bước đi tiến lui thoải mái xem ngươi có thể lùi được đến lúc nào vẻ mặt lạc dư hàng vặn vẹo trong lúc kiếm mang lay động dựa vào ưu thế tu vi của bản thân không ngừng nghiền nát kiếm thế thủy nguyệt của lâm nhất Mặc kệ thân pháp của Lâm Nhất khéo léo ra sao, giữa lúc tranh tối tranh sáng, hắn ta vẫn luôn nắm quyền chủ động trong tay. Nhưng cái giá của sự chủ động này lại là chân nguyên tiêu hao điên cuồng, so với sự tùy ý của Lâm Nhất thì trông hắn ta có vẻ hơi chật vật. Không thể tiếp tục tiêu hao như vậy với hắn nữa, thân pháp của thằng nhóc này quái dị quá. Đại Nhật Chi Quang. Lạc Sư Hàng trên chiến đài đột nhiên quát lên một tiếng, tế ra sát chiêu kiếm của hắn ta chỉ trong một giây đã hóa thành quang mang vạn trược, bung ra khí thế chấn động đất trời. Tựa như vầng mặt trời ban chưa treo giữa không trung, kiếm huy huy hoàng, tựa như có thể hủy diệt vạn vật, thiêu đốt mọi thứ. Dưới đại nhật chi quang, kiếm quang bao trùm cả nửa chiến đài, đã không còn chỗ nào có thể lui được nữa. Đáy mắt lạc dư hàng thoáng qua tia sáng lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, lạnh giọng nói, ba năm sau lại đến đi, giờ thì cút xuống cho ta. Rất nhiều người khuyên Lâm Nhất, bảo hắn đợi thêm 3 năm nữa rồi hãy tham gia Long Môn tranh tài. Nhưng 3 năm quả thực quá dài. Lui không thể lui, vậy thì không cần phải lui nữa, ai nói thất huyền bộ chỉ có thể lui mà không thể tiến. Lâm Nhất hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, phong mang nơi đáy mắt lạnh lẽo, sáng ngời như viên bảo thạch, đôi mắt long lanh trong suốt. Giao. Trong một thoáng, khi Lâm Nhất mở hai mắt, trên người hắn bộc phát ra khí thế khủng khiếp. Không hề do dự đón đầu kiếm huy huy hoàng như vầng mặt trời kia, một bước vượt ra ngoài. Đợi đến sau khi hắn xoay người, liền nhìn thấy một bức tranh. Trong bức tranh, kiếm huy với quang mang như vầng mặt trời của lạc sư hàng, dưới kiểm huy ảo ạt, thiếu niên áo xanh lưng đeo kiếm hạp trông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Không đúng, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười lạnh lùng, Lạc sư Hàng cảm thấy Lâm Nhất ắt phải chết không nghi ngờ thì bỗng nhiên thoáng biến sắc. Đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, khắp người lạnh run tựa như rơi vào hầm băng. Chương 1357 còn về hóa cảnh, chưa từng có một ai. Hắn ta vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm mang màu tím tựa như vầng hạo nguyệt đang thầm lặng chém tới. Giác! Máu tươi văng tung tóe, bức tranh tan nát người cũng tắt thở. Giữa không trung kèm theo bức tranh vỡ nát, lạc sư hàng bị đánh văng ra ngoài, phần ngực cùng với xương sườn bị kiếm mang đồng thời chém đứt. Ba năm quả thực quá lâu. Một kiếm này chỉ tranh trong thoáng chốc. Một kiếm, chỉ tranh hạng nhất. Táng Hoa Tra lại vào vỏ trên chiến đài thứ tám, duy chỉ có thiếu niên áo xanh với sống lưng thẳng tắp đứng đó. Lâm Nhất ra tay dù muộn nhưng lại giành chiến thắng rất nhanh. Đợi khi hắn thực sự rút kiếm chỉ với một kiếm, một kiếm mà thôi đã dứt khoát, gọn gàng giết chết lạc sư hàng võ giả của đế quốc bốn phương ngồi xem trận chiến đều ngây ra hoảng hốt chỉ dùng một kiếm đã giết chết lạc sư hàng hạng năm trong bảng tân tú cái này rốt cuộc là làm thế nào được vậy đợi khi ta rút kiếm thì ngươi không còn cơ hội để nhận thua nữa lời của lạc sư hàng ngông cuồng hống hách không coi ai ra gì như vẫn còn vang lên bên tai nhưng đợi đến khi Lâm Nhất rút kiếm thì hắn ta đã trở thành người chết. Không thể không nói, thực sự là một sự châm trọng quá lớn. Trong đôi mắt của trọng tài trên chiến đài thứ 8 thoáng vẻ bàng hoàng, trầm giọng nói, "Lâm Nhất, thất huyền bộ của ngươi đã tu luyện đến hóa cảnh rồi sao?" Coi như là vậy đi. Lâm Nhất không hề né tránh mà nói ra sự thật. Trong lòng trọng tài bỗng cực kỳ chấn động, một bước thành tranh thất huyền bộ của lăng tiêu kiếm các thực sự đã được hắn tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa trong thời kỳ võ đạo thịnh thế hoàng kim thượng cổ có thánh nhân đuổi theo mặt trời học hỏi dấu chân kim ô sau đó diễn hóa thành trục nhật thần quyết thời gian dần trôi thần quyết bị thất truyền chỉ còn lưu lại thần quyết dở giang nhưng chỉ dở giang như vậy mà người đời sau đã tiến hóa nó trở thành rất nhiều thân pháp khác nhau thất huyền bộ chính là một phần trong đó phẩm cấp thân pháp mặc dù chỉ là huyền cấp siêu phẩm, nhưng lại có thể so sánh thậm chí là vượt xa so với thân pháp linh cấp, yêu cầu ngộ tính cực cao. Đừng nói đại thành, có thể đạt đến tiểu thành đã rất ít. Người có thể tu luyện nói đến cảnh giới định phong viên mãn thì trong cả dòng lịch sử của lăng tiêu kiếm các chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cực kỳ ít ỏi. Còn về hóa cảnh, chưa từng có một ai. Vô hình chung, Hắn lại trở thành một truyền thuyết của Lăng Tiêu Kiếm Các khiến người ta phải ngước nhìn. Hoặc là, trên khắp đế quốc Đại Tần này có lẽ cũng không tìm được người nào như hắn. Tuổi mới 18 đã có thể tu luyện được một môn thân pháp huyền cấp đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chương 1358 ánh mắt các công tử khác khá phức tạp. Cuộc chiến này đã mang đến quá nhiều sự rung động cho tất cả mọi người, mà có lẽ còn nhiều hơn thế. Ai nói Lâm Nhất tham gia Long Môn tranh tài lần này chính là đến chịu chết, chỉ có thể trở thành viên đã lót đường cho người khác dẫm lên. Ba năm là quá dài, hắn dùng một kiếm để nói cho mọi người biết. Trong Long Môn tranh tài năm nay, Lâm Nhất hắn vẫn có thể tỏa sáng. Trên ghế khách quý, từng ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Nhất với những biểu cảm khác nhau. Trên mặt đại hoàng tử Tần Vũ thoáng qua sát ý khó nắm bắt, trong mắt là ánh sáng lạnh như băng sắc mặt các trưởng lão của hỗn nguyên môn đều không được tốt lắm, bọn họ đều hận lâm nhất thấu xương. Văn ngạn bác nghiêm mặt, may mắn thôi, ta không tin tiểu tử này thật sự có thể thành công vượt qua vòng loại. Dưới tình huống tu vi huyền võ tầng thứ 9, tất cả quân bài đều đã để lộ hết, lẽ nào hắn vẫn có thể nghịch thiên. Ánh mắt các công tử khác khá phức tạp. Hiển nhiên không ai ngờ Lâm Nhất có thể dựa vào ưu thế thân Pháp để lật ngược tình thế, một kiếm chém chết lạc sư hàng kẻ có tu vi hơn hắn cả một tầng người của kiếm các đương nhiên rất vui mừng phấn khởi sư đệ dưới chiến đài công tử giả ôm lấy lạc sư hàng vẻ mặt âm trầm đến cực điểm hắn ta chỉ nhìn thoáng qua là biết không thể cứu được lạc sư hàng nữa nhát kiếm đó không chỉ chém đứt xương sườn lạc sư hàng mà đến tim của hắn ta cũng bị chém làm đôi lâm nhất người đánh bại thôi là được rồi Sao phải giết sư đệ ta chứ? Công tử dạ đảo mắt, nhìn thẳng vào Lâm Nhất trên chiến đài, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo cực độ. Ánh mắt lạnh băng như kiếm, tựa như muốn xuyên thủng tim người. "Ao." Trên người hắn ta tản ra khí tức vô cùng đáng sợ, bộc phát thực lực kinh người của một công tử. Nếu là người thường chắc chắn sẽ sợ chết khiếp trước ánh mắt sắc bén này của hắn ta. Lâm Nhất đang chuẩn bị xuống khỏi chiến đài vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn nhìn lại rồi thờ ơ nói, Long môn tranh tài có vô số người chết, người khác chết được, chẳng lẽ sư đệ ngươi không chết được. Cho dù ngươi là một trong tám công tử thì yêu cầu này cũng hơi quá đáng đấy. Nếu đã có ý định giết người thì đừng mong chờ đối phương sẽ thương hại ngươi. Không có chuyện vì hắn là sư đệ của công tử dạ ngươi mà ta phải nương tay đâu. Công tử, công tử thì sao, Muốn giành hạng nhất thì sớm muộn gì cũng phải đấu với công tử. Chương 1359 đắc tội rồi. Đáng hận. Lời nói không chút nề mặt của Lâm Nhất khiến cho hai mắt công tử dạ bùng lên lửa giận hừng hực, hắn ta lạnh lùng nói. Sẵn sàng nghênh đón bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ Lâm Nhất lại chẳng chút sợ hãi, trước khi đi còn nhẹ giọng bỏ lại câu này. Ngông cuồng thật. Khán giả tứ phía trên quảng trường Long Môn đều kinh ngạc, sửng sốt, hoàn toàn không ngờ sau khi trận đại chiến kết thúc còn có một màn thú vị thế này. Trước sự uy hiếp của công tử, Lâm Nhất không hề có ý định rút lui, ngược lại còn thẳng thừng đối đầu, không chút nhượng bộ. Cuộc so tài vẫn tiếp tục diễn ra. Các đối thủ từ nhiều thế lực khác nhau ở Đại Tần Đế quốc được chia thành 8 nhóm, luân phiên chiến đấu, kẻ thua cuộc sẽ bị loại phải tìm ra được 4 người vào vòng trong ở mỗi nhóm trong một ngày. Chỉ 32 người vào vòng trong mới có tư cách cạnh tranh 8 vị trí đứng đầu. Các trận chiến của từng nhóm diễn ra gọn nhẹ mà gay cấn, cực kỳ hấp dẫn. Lâm Nhất âm thầm quan sát, phát hiện thực lực của mỗi nhóm khá đều, ngoại trừ 7 công tử. Các cao thủ hàng đầu khác cũng được phân đều trong 8 nhóm, không có tình trạng cao thủ tập trung trong cùng một nhóm sau khi quan sát trận chiến của các nhóm khác một lúc, Lâm Nhất tập trung sự chú ý vào chiến đài thứ 8. Trong 8 nhóm có 3 người thực lực tương đối mạnh, đó là Huyền Thiên Tông, Vương Kiệt của Thần Sách Doanh và Tào Tử Âm của Tần Thiên Học Phủ. Ba người họ đều có tu vi huyền võ tầng thứ 10 đỉnh phong, thậm chí có thể còn cất giấu quân bài khác nữa. Thực lực của họ chắc chắn không thấp hơn Lạc Dư Hàng. Đương nhiên không loại trừ khả năng còn có hắc mã khác đang ẩn náu trong nhóm thứ 8 nữa. Nhóm thứ 8, Lâm Nhất đấu với La Ẩn. Nghe thấy trọng tài gọi tên mình, Lâm Nhất thi triển Thất Huyền Bộ, chỉ vài cái nhún chân hắn đã vững vàng đứng trên chiến đài. Cảnh giới tu vi của La Ẩn chỉ có Huyền Võ tầng thứ 9, không hề nổi bật trong 8 nhóm, hoàn toàn không thể so sánh với Lạc Dư Hàng. Khi nhìn thấy Lâm Nhất trên chiến đài, trong mắt hắn ta lóe lên một tia quyết đoán. Từ lúc tự đoạn huyền mạch đến giờ lại một kiếm giết được Lạc Sư Hàng, cuộc đời đối thủ của hắn ta có thể nói là kỳ tích. Bây giờ hắn đang ở tình thế chiến thắng, khí thế bừng bừng. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã đến rồi thì phải dốc hết sức liều một lần thôi. Đắc tội rồi. Chương 1360 ít nhất là không thể theo như ý muốn. Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu. La ẩn đã ra tay trước. Chân nguyên toàn thân hắn ta dâng trào, lấy tay làm đao, một đao chém mạnh xuống. Nhát đao này chém ngang bầu trời, ánh sáng lạnh bộc phát, thoáng chốc xuất hiện khí thế chia đôi ngọn núi, cực kỳ đáng sợ. Khi sát chiêu được tung ra, uy áp trên người hắn ta cũng được ép tới huyền võ tầng thứ 10. Có thể thấy trình độ của đối phương trong trường đao này không hề thấp nếu so với người cùng cảnh giới thì sợ rằng dưới một trường này là đã dễ dàng bị chém làm đôi. Người này có cách tấn công hoàn toàn khác, tu luyện trưởng đao tới cảnh giới cao thâm thế này, quả thực có chỗ hơn người. Tiếc là hắn ta lại gặp lâm nhất. Trình độ cao thâm. Trường pháp huyền diệu. Vậy thì đã sao, tu vi cũng chỉ ở huyền võ tầng thứ 9 thôi, hắn chỉ cần một quyền là có thể nghiền nát. Trong tiếng rồng gầm hổ thét, Lâm Nhất nhảy lên không trung, phong vân cùng lúc tịnh khởi. Người hắn ở trên không, mười ngón tay chuyển động tạo thành ấn ký cổ xưa. Uy thế long hổ quẩn quanh người hắn, tựa như thực thể. Kim cương ấn. Khi không trung sắp phải đón lấy trưởng đao của đối phương thì một ấn xuất hiện. Quỳnh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đao thế đáng sợ của đối phương lập tức bị dập tắt uy áp cưỡng ép lên đến huyền võ tầng thứ 10 cũng thoáng chốc về lại như cũ. Phụt! La ẩn hộp máu, lập tức bị đẩy ra khỏi chiến đài. Lâm nhất thắng. Trọng tài ngẩn ra một lúc mới tuyên bố kết quả, không ngờ Lâm nhất lại thắng lạc ẩn một cách dễ dàng như vậy. Long hổ quyền. Còn không cần đến kiếm sao. Lâm nhất này đúng là ẩn mình kỹ thật, thắng dễ dàng quá. Những người theo dõi trận chiến trên quảng trường Long Môn thấy Lâm Nhất một quyền kết thúc trận chiến thì hơi thất vọng. Vòng đấu luân phiên, thế trận diễn ra khá căng thẳng, Lâm Nhất không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hắn lập tức phải đối mặt với đối thủ thứ ba, đối thủ không mấy nổi danh, cũng chỉ có tu vi huyền võ tầng thứ 9. Nếu là trước đây, Lâm Nhất đối phó với đối thủ huyền võ tầng thứ 9 sẽ thấy hơi khó nhằn. Ít nhất là không thể theo như ý muốn nhưng bây giờ huyền mạch của hắn đã khôi phục, tu vi còn cao hơn lúc trước. Trong cùng cảnh giới gần như là bất khả chiến bại, hắn có thể đè bẹp đối thủ chỉ trong một chiêu. Lâm Nhất Thắng Lâm Nhất Thắng Lâm Nhất Thắng Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 50